Alo. Phải cài cúc áo vào cho nó dễ. Vâng. Bác nghe rõ không ạ? Vâng. Ui, gió quá. Để tôi tìm hiểu nhé. Vâng. Chào bác điện máy thủy sản này. Chào bác Xanh Vũ này, chào bác Hoàng Thanh Bình, chào bác Vũ Tiến Nam, chào bác Triệu Trần, chào bác Bình Thanh. Chào bác Thủy Trần, có rõ không ạ các bác? Tôi phải để nó gần gần mình để nói chuyện cho nó rõ ràng đấy, cho nên mặt tôi nó cứ bị mặt tôi nó cứ bị kiểu như là ấy á. Vâng, nó hơi choán màn hình một chút đấy. Gió đang to lắm. Vâng. À, nghe rõ hả bác? Vâng, bác chào bác Nguyễn Thanh Liêm nhá. Thì các bác thông cảm tôi chút. Vâng. Chúng ta hôm nay ngồi đây nói chuyện nhau một chút. À. Đấy. Chào bác Sơn Ông. Vâng. Hơi vẹo vẹo vì nó nghiêng máy, nó bị nghiêng máy. Thì nhỏ gió thổi qua ấy, bởi vì tôi đã phải dựng cái này nó không có cái tripod. Mà mình phải dựng cái máy này ở trên cái giống như cái trúc này. Các bác nhìn này, tôi chia sẻ bác này, cái trúc này. Đấy, cái trúc này. Đấy. Thì tôi phải dựng máy ở đây. Đó, dựng máy ở đây. Vâng. Bác biết sư Minh Tuệ không? 13 hạnh đầu đà đang lan truyền mạnh mẽ. À, hôm nay chúng ta nói phát sáng một chút nhé. À, bởi vì là làm kênh Trang Trang TV á, thì tôi phải nói câu đầu tiên thế này. Là xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hòa Zone Trang Trang TV. À, đây là buổi livestream được phát thanh từ Vĩnh Phúc, không phải thủ đô của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thì tôi mới chia sẻ các bác như thế. Có bác Hoàng Thanh Bình thì nói về cái việc mà sư thầy Thích Minh Tuệ. Thực tế tôi đã biết cái việc này từ lâu rồi, chứ mà là không mới. Đức Phật thì bác Hoàng Thanh Bình đều biết rằng là Đức Phật ngày xưa thì đi theo cái trường phái tu, nó gọi là tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh tức là ăn uống nó rất là ít. Và cuối cùng thì Đức Phật của chúng ta là gần như là ở trong cái tình trạng là kiệt sức và chết đói. À, thế cho nên ấy, sau này thì Đức Phật là theo cái trường phái tu nó gọi là trung dung, trung đạo. Tức là không khổ hạnh cũng không có sung sướng. Mình phải hiểu một hai vế của nó đấy. Không khổ hạnh nhưng mà cũng không có sung sướng. À, cho nên là Đức sư thầy Thích Phổ Tuệ ấy, thì có một cái là vừa rồi có thể thấy rằng là Đức sư thầy Thích Phổ Tuệ thì có một cái rằng là gần như là ông không dùng cái tiền nong trong cái quá trình mà mình đi tu hành, và chỉ có nói thế nào nhỉ, chỉ có một cái bình bát thì bằng một cái lõi của nồi cơm điện, và sau đó là đi bộ khắp cả nước để vào trong cái quá trình giác ngộ của mình. Thì đấy là hành trình của sư Thích Phổ Tuệ.
Về cơ bản thì hầu như tất cả trong khoảng tầm 2.500 năm Phật giáo thì các sư thầy, kể cả trụ trì vân vân, thì không có sở hữu tài sản. Không có sở hữu tài sản. Bởi vì tài sản á, nó chỉ là một cái để phổ độ chúng sinh thôi, chứ không phải là cái thứ để mà mình sở hữu, để mà mình đam mê, để mà mình có một cái gì đó. Thì ở đây á, sư thầy Thích Phổ Tuệ thì có thể nói là có một cái trường phái tu nó hơi khổ hạnh một chút. Thế nhưng mà đấy là lựa chọn của sư thầy. Đó, sự lựa chọn của sư thầy. Chứ không phải là một cái trường phái tu mà chúng ta gọi rằng là bởi vì là cái sức ảnh hưởng của sư thầy nó khác. Chúng ta biết rằng là ngày xưa gọi là trường phái tu, nó gọi rằng là mình có thể hiểu nôm na là Phật giáo trong đời sống. Bởi vì á, tu là việc của các thầy chứ không phải của mình. Mình phải hiểu như thế. Tu là việc của các thầy. Các thầy muốn giải thoát, các thầy muốn hạnh ngộ, thì tu là của các thầy chứ không phải của mình. Chúng ta là những người mà theo Phật giáo hay rằng là vân vân nọ kia, nhưng mà chúng ta vẫn là một người bình thường. Chúng ta vẫn có vợ, có con. Chúng ta vẫn ăn mặn. Chúng ta vẫn nọ kia. Thì chúng ta chỉ là tu tại gia thôi, chứ không phải là chúng ta tu theo cái kiểu rằng là để giải thoát. Người giải thoát phải hiểu rằng đấy là việc của họ, cá nhân họ, chứ không phải của mình. Việc của họ, cá nhân họ, chứ không phải của mình. Nên nhớ điều đó. Người nào đã phát cái hạnh nguyện là tu thì đó là việc của cá nhân họ, không phải việc của mình. Phải phân biệt rõ ràng như thế. Cho nên chúng ta có một cái đây là chúng ta có một cái là hay so sánh. Thì chúng ta so sánh là thầy Thích Pháp Hòa này, ông thầy Thích Chân Quang này, rồi chúng ta so sánh là Thích Minh Tuệ này, để chúng ta cố gắng để mà tìm ra được một cái thứ nó gọi là chánh kiến. Trong Phật giáo nó gọi là chánh kiến. Tức là chúng ta phải có được một tư duy đúng và có một cái nhận thức đúng. Cái nhận thức đúng là chánh kiến. Thì gọi là nhận thức đúng thì là chánh kiến. Thôi thì đơn giản thế thôi. Chứ là chúng ta nhận thức đúng. Nếu mà chúng ta coi tài sản là phù du, chúng ta coi cuộc sống nó chỉ là tạm bợ, chúng ta coi mọi thứ nó chỉ là trải nghiệm, và chúng ta cố gắng tìm diệt cái tham sân si, thì chúng ta sẽ có thể được giải thoát. Tôi dùng từ có thể được giải thoát. Đấy là cái mà các bác thể tưởng tượng nhé. Dạ vâng, chào bác Thông Võ nhé. Bác hay cười nhé, các bác trên kênh nhé. Đó. Các bác vào kênh các bác ấn like giúp tôi nha. Bây giờ tại sao mà 300 mấy bác vào mà chỉ có 41 lượt like này? Vâng. Thì cơ bản nó là như thế. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là Phật giáo nó phải như thế. Bởi vì Phật giáo nó là cá nhân, chứ không phải là nó là phổ dụng. Nó có cái phổ quát, nhưng có những cái cá nhân hóa. Làm Bồ Tát, các bác muốn làm giải thoát trong cuộc đời mình, thì các bác phải đi tu. Tức là các bác không có vợ, không có con, rồi các bác sẽ chấm dứt cái luân hồi. Thì đấy người ta gọi là đi tu. Còn mà người ta phải chịu được hơn 200 cái giới luật. Còn các bác chỉ muốn cuộc sống nó đầy đủ, cuộc sống nó hạnh phúc, cuộc sống nó viên mãn, thì các bác thực hành theo Phật giáo. Thì nó có một cái rằng kể cả người đi tu lẫn cả người gọi rằng là tu tại gia, thì các bác phải tuân theo cái giới luật của Phật giáo. Ba giới luật là tốt rồi, là ok. Năm giới luật là rất tốt. Còn cái việc mà sư thầy 200 cái giới luật là việc đương nhiên là phải làm.
Vâng, chào bác Thư Nguyễn nhé, cảm ơn bác rất nhiều. Bác Tân Lê, bác Xuân Lê nhé, vân vân. Bác Hoàng Thanh Bình, bác bị vướng một cái mà tôi đã chia sẻ các bác không phải là một lần mà là nhiều lần. Bác vướng vào một cái chấp, nó gọi là cái chấp là kiểu như là mình phải biết cái nọ, mình phải biết cái kia, rồi mình phải tin, rồi mình phải nọ, mình phải nhìn thấy. Đó. Cái vấn đề của bác Hoàng Thanh Bình ấy là bác bớt nói chữ đi. Bác không cần phải biết Phật giáo là cái. Các bác nghe rõ không ạ? Tôi vừa nói nhưng bị mất kết nối. Tôi chỉ chưa chia sẻ bác Hoàng Thanh Bình một câu thế này này. Bác bớt suy nghĩ. Bác đừng hỏi những từ ngữ, câu chữ rồi hiểu rồi cho mình là bác học. Là mình hiểu thế này, Phật giáo thế nọ, Phật giáo thế kia. Mà bây giờ bác thực hành thế nào? Không quan trọng bằng cách bằng các bác là hiểu biết mới là quan trọng. Ví dụ bác có dâm mô với người ngoài không? Tức là đi hát karaoke sờ mông sờ ti rồi vân vân các thứ nữa, bác có không? Bác có uống chất kích thích không? Như là cà phê, như là rượu bia không? Đó. Đấy là những cái giới rất là cơ bản. Bác có ăn chay trường không? Đấy là những giới rất là cơ bản. Thì bác phải thực hành. Thực hành bác mới cảm thấy sảng khoái. Chứ không phải bác hiểu biết. Hiểu biết là thủ tướng hoặc là tổng bí thư. Đó là bên, nó là cái việc mà đơn giản là xin thưa các bác rằng là tôi chỉ nói được lý thuyết thôi. Thực hành mới đâu thực hành được đâu. Nó giống như kiểu bao nhiêu sắc sẽ làm giàu ấy. Thì ở đây ấy, chúng ta phải hiểu là cái từ ngữ sẽ làm giàu nó không có sai. Nhưng mà thực hành hay không mới là quan trọng. Cái câu nói anh thực hành chứ không phải cái quan trọng là anh hiểu biết. Đó. Cái quan trọng anh thực hành, anh phải trong những cái thực hành tốt. Đó là cái khiêm tốn. Tức là mình phải hiểu rằng là mình đang đi tìm kiếm cái tri thức. Mình đang đi tìm kiếm cái đúng. Mình đang đi tìm kiếm cái chân lý. Chứ không phải là mình đi tìm kiếm cái thứ để người ta ca ngợi mình. Đó. Cho nên ấy, là mình bớt phân biệt. Tại sao mà Phật giáo bảo là anh đừng có phân biệt. Đó là người ta gọi là đối đại nguyên. Tức là anh phân biệt đúng sai. Phật giáo là ở trong một cái nó ở trung dung, là trung đạo. Không có đúng cũng chẳng sai. Thế thì mình phân biệt đúng sai để làm gì? Đúng không? Dạ vâng, chào bác Huỳnh Anh Phong nha. À, các bác trên kênh. Bác Vũ Duy thì có nói câu thế này. Chào Hoàng Dôn nhé. Theo mình thì cái tâm của mình không trong sáng thì mình có tu 100 năm thì cũng vứt. Còn tâm của mình trong veo thì mình thì việc làm luôn sáng suốt. Thì xin thưa với cả bác Buzi một cái câu thế này này. Tôi chia sẻ theo cái nó gọi là cái chi kiến của mình thôi. Phật giáo là cách tu luyện tâm. Nha. Cái câu của nói bác ấy thì nó là bác đã mặc định rằng là tâm sinh ra là tốt hay xấu rồi. Nó giống như kiểu rằng là ngày xưa người ta gọi là nhân chi sơ tính bản thiện. Và nhân chi sơ tính bản ác.
thì người ta tranh luận nhau cái này. Và sau đó thì có một người người ta hỏi Bác Hồ là nhân chi sơ tính bản thiện hay nhân chi sơ tính bản ác? Tức là nghi người ta sinh ra, người ta đã mang tính thiện hay là mang tính ác? Cái câu hỏi của bác Uzi ấy, thì nó rơi vào cỡ rằng là tất cả mọi người đều mặc định là đã có cái này từ trước, không thể thay đổi. Thế nhưng bác Hồ trả lời một câu rằng là nhân chi sơ tính bản thiện hay tính bản ác ấy, thì tất cả do giáo dục mà nên. Thì cái vấn đề của Phật giáo cũng tương tự như vậy. Tức là anh có tâm thiện hay anh có tâm ác thì tất cả đều do cái quá trình tu tập của anh, rèn luyện của anh. Tu tập tức là rèn luyện. Thì lúc này ác hay thiện nó là ở chỗ đó. Một người sinh ra bản tính đã ác, nhưng mà nhờ tu luyện, nhờ tập, nhờ giáo dục thì người ta trở thành thiện. Đó. Còn người mà sinh ra đã vốn tính thiện rồi nhưng không được giáo dục, mà vì lòng tham, vì nọ kia vân vân thứ nữa xung quanh cuộc đời nó nhồi nhét của mình cuộc đời như thế, thì lúc này mình lại trở thành ác. Thì cơ bản như thế, xin thưa với các bác trên kênh. Đó. Đúng không? Xin thưa bác thế. À. Thì ở đây là tôi chia sẻ bác thế. Tức là chúng ta phải hiểu là tâm ác hay tâm thiện không quan trọng, mà vấn đề chúng ta phải nhận thức đúng đắn, tức là chánh kiến. Chúng ta phải có một tư duy đúng đắn, tức là chánh tư duy. Sau đó chúng ta có một phương pháp đúng đắn để chúng ta là có được cái rèn luyện cái tâm của mình, nó từ ác nó có thể thành thiện. Đó. Kệ bác Kinh Nguyên, bác Tiểu Thư Nami thì ở trên kênh nhiều mà. Nhưng mà đây là cái mà tôi chia sẻ với bác nhé, để các bác có thể là thêm một cái tham khảo về cái cách mà chúng ta suy nghĩ với cuộc đời. Chánh kiến nó ở chỗ đó, chứ không phải rằng là ấy đâu. Vâng, cảm ơn bác Truyền Đăng nha. Còn bác Hoàng Thanh Bình thì nói rằng là đúng sai nếu không có thì có luật nhân quả. Thì nhân quả nó có nhiều yếu tố, bác làm sao mà tính toán được. Bác cứ tưởng là bác tính toán được chứ không tính toán được. Tôi lấy ví dụ này. Một người lính Việt Nam đi đâm chết một người lính Mỹ thì có nhân quả không? Đúng không? Thì có nhân quả không? Anh ta sát sinh thì có nhân quả không? Nhưng mà khéo anh là lên thiên đường. Là bởi vì tại sao? Là bởi vì là nếu anh không đâm chết người lính Mỹ này thì cả vài nghìn cái người nhân mạng của cái làng đó bị tay lính Mỹ đó giết chết. Có nhân quả không? Anh đã có cơ hội để giết chết người đó. Cho nên bác làm sao bác nhìn được? Làm sao bác nhìn được cái việc này? Bác cho rằng mình có quyền phán xét, mình nhìn được cái nhân quả. Thế làm sao bác nhìn được? Đúng không? Làm sao bác nhìn được? Bác cho rằng mình nhìn có một cái quyền năng để mà nhìn được những quy luật nhân quả. Mà nhiều người cũng cho rằng là mình có quyền năng để mà nhìn được quy luật nhân quả. Kiểu như giờ ông thầy Thích Chân Quang, ông bảo rằng là à, anh làm cái này thì kiếp sau anh làm cái kia. Ông cho rằng mình có quyền năng mình nhìn làm cái việc đó. Nhưng mà làm sao mình nhìn được? Đúng không? Đúng không?
làm sao mình nhìn được? Nếu mà nhìn được thì không có cái chuyện thầy tu bị chết, mà có như thầy còn chết rất trẻ. Ôi, tôi nói thật các bác này, không, mình không nhìn được. Các bác nhìn quy luật nhân quả, các bác tự là à, nhân nào quả nấy, gieo như gieo quả nhãn thì nhận được quả nhãn. À, cho nên đúng sai hay không á là các bác theo con đường trung đạo. Trên đời này không có đúng, không có sai, nó tùy thời điểm. Có những việc mà trước nay chúng ta cho rằng đúng, nhưng áp dụng vào thời điểm hiện tại nó là sai. Có những việc mà chúng ta cho rằng trước đây là sai, nhưng hiện tại chúng ta cho vào nó là đúng. Thì đấy là cái mà người ta gọi rằng là mang tính chất thời điểm. Không có đúng, không có sai, mà tính chất là phù hợp. Vâng, chào bác Nguyễn Đức ạ. Thì tôi xin thưa các bác như vậy, nó là tính chất thời điểm. Chứ làm gì có đời có đúng có sai. Cho nên Phật giáo mới đưa một cái thứ nó gọi là vô thường. Cho nên bác Hoàng Thanh Bình phải hiểu cái là vô thường, tại sao nó là vô thường. Tức là không có gì bất biến cả. Không có gì bất biến cả. Vô thường tức là gì? Không có gì vĩnh viễn. Thường là từ của thường hằng. Vô là không, tức là không có gì vĩnh viễn và thường. Cho nên ở đây á là vô thường tức là không có gì vĩnh viễn. Và mọi thứ luôn thay đổi theo từng sát na một. Lúc trước live stream thì tôi thế này, nhưng mà đến bây giờ live stream thì cơ thể tôi có nhiều có sự thay đổi rồi. Nó không còn là nữa. Tôi đã tiếp thu thêm rất nhiều những năng lượng. Tôi đã tiếp thu thêm rất nhiều những kiến thức. Tôi đã trò chuyện với các bác. Tức là tôi không còn giống tôi cách đây 10 phút. Tức là tôi đã thay đổi. Tức là tôi đã thay đổi. Tức là tôi không vĩnh viễn. Tôi không có thường hằng. Tôi không có tôi. Bởi vì cái tôi của tôi nó cũng là thay đổi theo từng cái chu kỳ của thời gian. Không có vĩnh viễn. Nó gọi là vô thường. Thường là của từ thường hằng, tức là vĩnh viễn. Cho nên ấy, chúng ta phân tích, chúng ta thấy rằng là có nhiều cái nó thú vị lắm, nhưng mà chúng ta chưa hiểu sâu được thôi. Còn cơ bản chúng ta đừng nghĩ nhiều làm gì. Có những cái không hiểu thì thôi, mà cái hiểu rồi thì chúng ta thực hành. Thấy đúng thì chúng ta thấy vui vẻ, mà nếu mà thấy rằng là không hợp lý thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sai. Tức là chúng ta phải thực hành. Đấy. Cái từ vô thủy vô chung ấy, thì xin thưa với cả bác Xuân Lê ấy, đó là cái từ gọi là không có sinh ra và cũng không có kết thúc. Vô thủy vô chung, cái câu đấy của Phật giáo đưa ra ấy, tức là người ta lúc đấy là có một cái vị mà hỏi rằng là thế giới này là bắt đầu từ bao giờ và bao giờ thì kết thúc. Nên tức là vũ trụ này thì vô thủy vô chung ấy, thì Đức Phật trả lời câu hỏi đó thì nó gọi là không có khởi đầu và cũng không có kết thúc. Thì bác Xuân Lê hiểu câu đó nhá. Vô thủy vô chung, nghĩa của nó bản chất là như vậy. Không có khởi đầu và cũng không có kết thúc. Vâng, chào các bác trên kênh nhá. Dạ. Cho nên khi hiểu về Phật giáo thì chúng ta mới hiểu như thế này. Càng tìm hiểu sâu á, thì thấy nó càng là một triết lý. Còn những người mà càng hiểu nông, hiểu cạn thì sẽ thấy rằng là nó chỉ là một cái thứ thánh thần. Tôi nhiều khi tôi không hiểu là tôi ở Vĩnh Yên này. Nhiều khi tôi hỏi rằng Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan với con gái suốt ngày đi chùa đi chiền làm cái gì?
họ phải hiểu rằng là họ làm được cái gì cho quê hương mình, cho cái xã hội này, thì đấy mới là cái mà cần phải làm chứ. Chứ đâu phải là đi chùa đi chiền là được ban phước nào kia đâu, không có. Rửa tiền hay không thì đấy việc của họ. Xin thưa bác thầy. Nhưng mà cái câu chuyện ở đây thì chúng ta thấy rằng là vô thủy, vô chung, vô thường, vô ngã. Tôi giải thích bác từ vô ngã này nhé. Tôi chỉ giải thích bác từ vô ngã này nhé. Thế bây giờ ví dụ như là bác Hoàng Thanh Bình bây giờ là con trai đúng không? Tức là bác có tính dục. Dục nghĩa là gì? Tức là bác muốn ham muốn với người phụ nữ và sinh con đẻ cái, đúng không? Thế bây giờ một người là ví dụ Bảo Thanh Bình một ngày đẹp trời, bác luyện được khoái mà gọi rằng là có mấy cái thần thông. Mình không muốn dùng cái từ như là túc mạng thông hay thế nào kia để các bác khó hiểu. Nhưng mà tôi có chia sẻ với cả nhiều bạn thế này. Tức là tu luyện được cái thần thông là nhớ lại vô lượng kiếp của mình. Vô lượng kiếp của mình. Tức là lúc này á thì bác Hoàng Thanh Bình sẽ nhớ lại là tất cả các kiếp trước của mình. Thế thì ví dụ như là hiện tại bây giờ bác là con trai, là đàn ông, tức là bác có ham muốn tính dục với phụ nữ. Thế nhưng mà kiếp trước bác là phụ nữ, bác có ham muốn tính dục với đàn ông, đúng không? Đấy, bác có ham muốn tính dục với đàn ông. Thế rồi bác ngày trước, kiếp trước nữa, vân vân, thì bác là một con chó, thì bác có ham muốn ăn uống những cái thứ mà chúng ta gọi là dơ bẩn, là shit. Tôi xin lỗi các bác nhé, nhưng mà nó là vô kiểu như thế. Thế rồi là bác kiếp trước nữa lại còn có một cái ham muốn, tức là sống ở trong shit, ví dụ như là bọ hung hay là như là con giòi đó. Thế rồi rất nhiều thứ đấy, chúng ta đừng tưởng chúng ta là người chúng ta mới nhớ được, mà nhớ lại vô lượng kiếp của mình. Thế vậy là chúng ta đặt một câu hỏi như thế này. Vậy thì chúng ta là nam hay nữ? Khi chúng ta nhớ lại thế, kiếp trước nữa chúng ta là nữ, chúng ta cũng có cảm xúc với đàn ông. Kiếp này chúng ta là đàn ông, chúng ta có cảm xúc với phụ nữ. Kiếp trước nữa chúng ta là con, chúng ta biết ơn bố mẹ. Kiếp trước nữa chúng ta là bố mẹ của chính con mình, thì nó là cái gì? Đó. Vậy thì các bác là ai? Là nam hay là nữ về mặt giới tính? Là người hay là súc vật? Đúng không? Thì các bác sẽ hiểu cái điều đó để thấy rằng là mình mà khi mà mình suy nghĩ kiểu như vậy thì mình thấy rằng là mình là nam hay là nữ? Mình có cái tôi không? Cái tôi ở đây nó là nam hay là nữ? Cho nên Phật giáo nó có một triết học là vô ngã. Chả là cái gì? Ta là tất cả mọi chúng sinh. Ta cũng từ một con ký sinh trùng mà chúng ta sinh ra. Ta cũng là một cái người mà vừa là nam vừa là nữ, vừa là BD hay vừa là LED. Đó. Tất cả mọi thứ, cho nên chúng ta phải tất cả đều là ta. Cho nên ông Phật Tổ nói câu là tất cả đều là ta, cho nên ta yêu thương mọi chúng sinh. Thế mình hiểu đơn giản kiểu như vậy thôi. Để mà mình bớt một cái gọi là kỳ thị. Cái gì khác của mình thì mình coi nó là điều giả, mình coi nó là nọ kia vân vân. Tức là cái gì khác của mình, cái quan điểm của mình, cái hệ quy chiếu của mình thì mình là sai. Tức là bản thân mình đã phải có một hệ quy chiếu, bản thân mình để có một cái tôi thì mình mới có một cái sự phân biệt như thế. Cho nên tại sao Đức Phật ông ấy nói một câu rằng là khi nào còn cái tâm phân biệt thì sẽ không còn. Nghĩa là khi nào còn cái tâm phân biệt ấy, thì sẽ không bao giờ có được một cái trí tuệ. Và các bác thế.
Tức là ở đây các bác hiểu là mình còn cái tâm phân biệt thì mình sẽ không có trí tuệ. Mình coi cái này là đúng, tức là mình đã mặc định cái khẳng định đó là đúng, thì mình sẽ không có cái cơ hội để mình tiếp bước những cái kiến thức mới. Đây là cái mà gọi rằng là không phải tâm bình đẳng. Bác muốn nói cái từ gì cũng được, nhưng mà bác Hoàng Thanh Bình, tôi chỉ khuyên bác một câu này thôi. Hơi nhạy cảm nhé, nhưng bác sorry bác một tí. Tức là bác bớt nói đi và bớt thực hành. Vì bác có trên Facebook của tôi mà. Nhưng mà tôi xin chia sẻ với bác này. Bác bớt chia sẻ, bác bớt nói đi, bác bớt thể hiện quan điểm đi. Mà chuyên tâm vào thực hành. Chứ đừng chuyên tâm vào việc soi xét người khác. Thực hành đây là gì? Tức là bác không nói dối, không tà dâm, không uống rượu. Ít nhất là 5 giới, không được 3 giới thì tốt nhất. Thậm chí là không nghe pháp, không nghe pháp nữa. Nghe làm gì nhiều? Tôi nói thật là bác nghe để làm gì nhiều? Phật giáo đơn giản lắm, ông nào cứ thực hành đi, đừng nghe nhiều làm gì, nghe nhiều là hại. Tôi nói thật các bác, nhiều khi nghe nhiều là hại. Bây giờ đang có cái trend là so sánh ông này với ông kia, từ ông Pháp Hòa đến ông Trân Quang tới cả ông Thái Minh rồi là ông Nhật Từ. Nghe nhiều là hại. Nghe nhiều tức là mình không có chính kiến. Muốn có chính kiến ấy thì mình phải thực hành. Tức là thực hành là gì? À, giới. Tức là mình phải giữ giới. Giới thì bắt đầu mình tâm mình mới tịnh được. Thì từ tịnh nó mới bắt đầu có chánh kiến, chánh tư duy. Thì lúc đó mình phát sinh được, mới phát sinh được trí tuệ. Tức là bắt đầu mình mới phân biệt được rằng là cái nào là đúng, cái nào là sai. Chứ còn mình bây giờ mình biết cái gì đâu mà mình ngồi đi phân biệt người ta. Mình bây giờ mình cứ thực hành đi. Phật giáo nó chỉ khoảng tập 20 dòng nữa, ai chả biết. 20 dòng. Nhưng mình thực hành không? Mình không thực hành, mình cứ tưởng rằng mình đọc Phật giáo. À, đây là tứ diệu đế, đây là bát chánh đạo. Đây là chánh định, chánh kiến, chánh tư duy, rồi là chánh ngữ, rồi là chánh nào chánh kia. Tám cái chánh. Thế giờ mình bảo là, ôi, mày nói thế là mày sai rồi. Mày nói thế là mày không đúng rồi. Thế nên người ta hỏi một câu à, thế ông đã làm đúng chưa? Thế ông đã thực hành đúng chưa? Mà ông dạy tôi. Đúng không? Mình chưa tu được, mình chưa dạy được. Mình chỉ đến nói chữ. Thì làm sao mà mình nói được người khác? Cho nên mình phải giữ giới. Đó. Giữ giới. Giữ giới tức là mình phải hiểu rằng là mình phải tu luyện để mà tập được cái giới trước đã. Tức là mình phải giữ được khoảng tầm 5-10 giới. Đúng không? Bác Hoàng Thanh Bình làm gì có tuệ mà hiểu. Bác cứ cho rằng bác tưởng bằng rằng là bác có tuệ. Đấy là bác tưởng rằng bác có tuệ. Bác đang muốn tu luyện tuệ thì bác đã có tuệ đâu. Đấy là có tuệ rồi bác tu luyện làm gì? Nữa. Tức là bác đã có chánh kiến rồi, bác đã có chánh tư duy rồi, thì bác tu luyện làm cái gì? Đúng không? Bác chưa có, bác mới phải tu luyện. Phải hiểu như thế, phải khiêm tốn như thế. Mà muốn tu luyện được cái đó thì bác phải có giữ giới. Mà cái giới đầu tiên là bớt mồm bớt miệng đi. Bớt thể hiện với mọi người đi. Tức là bác phải giữ giới. Giới rồi mới có định, rồi mới có tuệ. Tuệ là cái cuối cùng. Chưa có
thì tưởng nhiều ông cứ tưởng rằng mẹ mình đọc mấy cái cuốn sách của Phật giáo, mình đọc mẹ nhiều kinh sách thì mình cứ tưởng rằng là mình có tuệ. Không có, chứ tuệ nó khác với kiến thức. Ông có kiến thức rồi nhưng ông có tu luyện không? Đấy. Nếu ông có kiến thức rồi nhưng mà ông không tu luyện, ông không tập, thì đấy không phát sinh thành tuệ được. Đấy không phát sinh thành tuệ được. Mà mình phải tập luyện. Không có tưởng tuệ, không từ ngữ gì đây cả. Bác Hoàng Thanh Bình cứ hay cái kiểu như là nói chữ. Nói chữ tưởng hay nhưng không hay. Bác phải nói thế nào để tất cả mọi chúng sinh đều hiểu. Đừng có nói để mà một mình hay là một số người hiểu. Ngôn từ nó là giới hạn, cho nên mình cố gắng mình nói thế nào cho mọi người đều hiểu. Tưởng tuệ là cái gì? Ở đây có ai hiểu không? Tôi chia sẻ với bác đấy nha, bác đừng có giận tôi nhé. Đúng không? Không phải. Nên bác hiểu căn bản này hay hiểu sai đấy. Bác thực hành đi thì bác biết là sai tại chỗ nào. Bác thực hành đi rồi bác biết sai chỗ nào. Đúng không? Sắc thọ tưởng hành thức. Tương với nó là cái gì? Chỗ có cả trí tuệ. Thì ở đây ấy, phải hiểu rằng là Phật giáo của chúng ta nó rất đơn giản. Các bác đừng có nói cái thứ nó cao xa. Nó kiểu như là ông này, ông nọ, ông kia vân vân. Phật giáo chỉ cần các bác thực hành. Có mỗi một cái thứ là các bác thực hành thì không ai nói cái việc này. Bác Hoàng Thanh Bình không nói. Các ông thầy, sư thầy không nói. Mà ông chỉ nói mà thực hành là kiểu cúng dường ấy. Nhưng mà thực hành ở đây ấy, nó là giới. Thì hầu như không ai nói. Tôi nghe nhiều pháp nhưng mà thấy bảo là không ai nói. Nhưng mà thực tế của mình ấy, mình đừng nghĩ nhiều. Mình đừng tưởng rằng mình đã có đích. Đừng tưởng rằng mình đã có tuệ. Mình đã giữ giới đâu mà mình có định có tuệ. Đó. Mình giữ giới thì mình mới có định có tuệ. Giới phải đạt được đã, rồi mới có định, mới có tuệ. Mình chưa giữ được giới thì đừng mong cái việc mà mình đi phán xét người khác. Cho nên ý, nguyên tắc của nó là thực hành, tức là phải giữ giới. Thì ít người nói cái việc này. Có ông sư thầy nào bảo rằng là thầy bảo là ôi con đừng có uống rượu nữa, con đừng có uống thuốc nữa, con đừng có trai gái nữa. Đúng không? Mà bảo rằng con lại cúng dường đi. Cúng dường nó phải tiền mệnh giá cao, đừng có mệnh giá thấp. Đúng không? Tôi không biết cái đấy nha bác Loan Trần. Và cơ bản của tôi ấy, thì tôi chỉ về Phật giáo của tôi ấy, tôi có quan điểm riêng. Và tôi chỉ chia sẻ với các bác trên kênh là mình hãy giữ giới, bởi vì nó tốt. Thực hành đi rồi các bác sẽ thấy nó tốt. Còn nếu mà mình chưa thực hành thì tôi giữ được một giới, tôi đã cảm thấy cuộc sống tôi tốt hơn rồi. Tôi giữ được hai giới thì cuộc sống của tôi đã gọi là x2. Đấy là tôi còn chưa giữ được ba giới. Còn nếu mà tôi giữ được 4-5 giới thì thật sự là tuyệt vời. Đó. Thì ở đây ấy, các bác tưởng tượng là nếu mà tôi mà giữ được, mà bây giờ tôi bỏ được bia rượu, tôi bỏ được thuốc lá, tôi bỏ được cái kia, tôi cũng giữ giới ấy, thì cuộc sống nó sẽ rất là ok. Đó. Nhưng đầu tiên tôi nói thật với các bác nhá, chỉ có một cái giới không thôi. Tức là mình chỉ nói lời nói thật đấy, không nói dối. Các bác nào làm được không? Bắt đầu làm được một tháng liên tục không? Không nói dối. Thì các bác sẽ hiểu một cái chuyện như thế. Để giữ được giới đấy không phải dễ.
một giới không thôi cực kỳ khó. Đúng không? Đúng không? Đấy, một giới không thôi nó cực kỳ khó. Tôi mà làm được thêm khoảng mà đây là tôi mới giữ được có hai giới, ba giới. Là tôi tự hào với các bác rằng là tôi làm được. Chứ còn nếu các bạn là tôi giữ được khoảng 4 năm giới, 200 giới như là một nhà sư thì thật sự mình không làm được. Ai mà giữ được khoảng tầm, tôi nói thật là trên 10 giới, nó là bậc thánh nhân này. Thánh nhân này, không phải là cái người bình thường nữa đâu. Đó. Bác Nguyễn Khang Lê thì có hỏi là có giới nào thì bỏ không làm YouTube nữa không Hoàng Dôn? Thì xin thưa với các bác là không có cái giới đó. Mình trả lời chân thành thôi. Có thể bác cà khịa thế nào đó nhưng tôi trả lời thật là chân thành thôi. Không có giới nào như thế cả. Thực tế thì như thế này. Nó là chánh mạng. Tức là trong bát chánh đạo nó có chánh mạng. Tức là các bác làm nghề nghiệp chân chính. Nghề nghiệp chân chính tức là các bác không làm hại ai. Các bác có thể kiếm tiền nhưng các bác không làm hại ai mà chỉ giúp người. Thì đấy là các bác mà có thể kiếm tiền một cách chân chính. Nó gọi là chánh mạng, tức là chánh nghề nghiệp, gọi là một số nơi cụ thể hơn thì người ta gọi là chánh nghề nghiệp. Tức là mình là nghề nghiệp chân chính, kiếm tiền chân chính. Ví dụ tôi làm YouTube nhá, nhưng mà tôi cầm lên tôi bảo này: ơi, xin chào tất cả các bác, đây là cái loại thuốc mà tôi uống là khỏi hết đại tràng, khỏi hết là tim mạch này. Một liều thuốc này là tôi đã lấy từ bên trên kia về. Nhà bên đấy là 5 đời, 5 đời, không phải 3 đời đâu, 5 đời làm thuốc này, thuốc kia. Tôi lấy về công thức về và tôi bán cho các bác giá 750.000 cho một liệu trình 3 năm, 3, 30 ngày. 3 liệu trình đảm bảo hết bệnh. Thì tôi giữ cái gì? Đấy đâu phải tránh nghề nghiệp. Đó là lừa đảo. Làm YouTube nó là phương tiện. Nhưng mình truyền tải cái gì nó mới là cái quan trọng. Xin thưa mọi người Phương Lê như thế. Thưa không hại câu chuyện đó. Đó. Ở đây mình mang lên mình bắt đầu giới thiệu với các bác là bán hàng. Thì lúc này là mình còn cái gì? Đúng không? Mình còn cái gì? Đó. Chứ là lừa đảo còn gì nữa? Tôi dùng bao giờ đâu mà tôi biết. Một cái này bán ba cả chi phí sản xuất có 30.000. Đây một cái này 30.000. Và 30.000 thì xin thưa các bác rằng là tôi đóng lọ cái thứ đây khoảng 50.000, tôi bán với các bác 750.000. Tức là mà trừ chi phí marketing thì trừ chi phí khủng khiếp thứ đi thì tôi lãi khoảng 500.000 cho một cái sản phẩm. Thế bây giờ tôi bán với các bác rằng là một bác thì mua tối thiểu là cũng phải là 1 đến 3 cái sản phẩm. Tức là tôi kiếm được khoảng tầm 1 triệu rưỡi. 1.000 bát là tôi kiếm được 1.5 tỷ thôi. Đúng không? Chứ đấy là cái mà tôi xin đưa bác thế. Làm YouTube, đấy có phải tránh mạng không? Đấy có phải tránh mạng không? Tức là đấy có phải nghề nghiệp chân chính hay không? Vâng, chào bác Danh Vũ nha. Vâng. Thì đấy là cái mà chúng ta ngồi nói chuyện. Nhân đây các bác Khiển Nguyễn cũng hay. Bác ấy nói rằng là Khổng Tử dạy là tu thân, gọi là tề gia trệ quốc bình thiên hạ. Tu tề gia, bác nói sai rồi bác Khiển Nguyễn. Câu đấy thì trên kênh Trang TV là dùng ngay từ ngày đầu, tức là cách đây khoảng 4 năm. Thì nó có một cái câu thế này, mà thực tế là câu của bác Trọng. Bác giải nghĩa. Thế thì trong một cuộc họp nhỏ nhỏ ấy, thì bác ấy nói một cái câu này thôi, không phải cuộc họp public gì ở trên truyền hình hay thế nọ kia. Thì nó có một cái câu chuyện là bác nói người ta gọi là tề gia trị quốc bình thiên hạ, tức phải làm cho gia thế yên ổn thì ông mới có thể là trị quốc, rồi ông mới có thể là phát triển đất nước, tức là bình thiên hạ. Thế thì bác Trọng nói một câu như thế này thôi: chú nói sai, chú thiếu một từ, đó là từ tu thân. Anh muốn tề được gia thì anh phải sửa bản thân anh trước. Các bác hiểu ý không ạ? Đấy có bác Trọng nói, anh muốn
tề được ra là cái việc đầu tiên trước khi trị quốc bình thế nào. Thì anh phải trị được bản thân anh trước, tức là anh phải tu thân. Đấy là việc dễ nhất anh làm. Bởi vì đầu óc này, cơ thể này, suy nghĩ này, hành động này là anh quản trị được. Bây giờ anh bảo là cái chân này phải chạy, tức là nó phải chạy. Cái mồm này là phải ăn, là nó phải ăn. Cái mắt này phải nhìn sang trái, là nó phải nhìn sang trái. Tức là anh đã điều khiển được cái cơ thể của anh. Thế bây giờ anh bảo thằng khác làm được không? Khó chứ. Đúng không? Rất khó chứ. Khó vô cùng. Thế thì có một câu rằng là anh làm cái việc anh dễ trước đã, tức là tu thân bày ra trị quốc bình thiên hạ. Tức là anh phải hiểu rằng anh phải sửa bản thân anh trước. Bởi đó là việc dễ nhất anh làm. Việc dễ này không làm được thì việc khó không làm được sao? Bản thân anh còn không tu sửa được thì anh lấy cái gì ra để anh đi tẩy ra? Anh lấy cái gì ra để anh nói chuyện với cả con cái của anh, với vợ của anh? Anh bảo họ. Đúng không? Anh nói gì anh trị quốc? Làm lãnh đạo? Không có. Tức là anh không có cái chuyện đó. Bản thân mình đã là dễ nhất rồi mà còn không làm được thì đừng nói việc mà điều khiển, sai khiến người khác. Đấy. Vâng, chào bác sĩ Văn Sơn nha. Hôm nay sớm một tí là tôi đi ngủ. Hôm nay ngồi lái xe với cả ngày không mệt lắm. Ê, vừa rồi làm mấy lon bia, cũng vui. Muốn gì thì làm thì vẫn phải là rèn luyện. Tôi xin chia sẻ, bác, tôi cũng không phải là người giỏi. Nhưng mà thật sự là tôi có nhiều vấn đề. Tôi lấy ví dụ như bây giờ tôi phát hiện ra con gái của tôi là có nhiều tính xấu. Tôi đã viết một cái từ là phải biết nhẫn nhịn. Mà nó đều biết từ bé. Nhưng mà để thực hành được nó không phải dễ. Nó rất hay tị nạnh, nó rất hay so sánh. Rồi nó rất hay nọ kia. Đấy là tính rất xấu. Mà cái tính xấu này sẽ làm hại cuộc đời của nó. Hẳn hại cả cuộc đời của nó luôn. Đó. Nhưng mà mình có phải mình bảo nó là nó nghe đâu. Tính cách của nó, tư duy của nó, cuộc đời của nó đâu phải nó nghe đâu. Mà thôi tốt nhất mình làm gương. Mình làm gương thôi. Thỉnh thoảng nói như mình làm gương thôi. Để nó nhìn thấy. Chứ còn tính nó xấu. Bây giờ tị nạnh chẳng hạn, một người khác mà được một cái gì đó hơn mình. Thế là mình bắt đầu mình mới sân si lên. Mình mới đòi hỏi cái nào đó cái kia. Thì cuộc đời mình khổ cho ai khổ. Không được thì là khổ, được thì nói làm gì. Nhưng mà không được lại bắt đầu khổ. Khóc lóc, ỉ ôi, đành anh. Đó. Thì mình làm gương thôi, chứ mình không bảo được. Có phải là rau sắc còn được chui đâu. Tôi chả sợ ngại gì tôi giấu các bác điều này cả. Nhưng mà đấy là cái mà chúng ta phải cố gắng, chúng ta làm gương trước cho các bé thì các bé mới hiểu được. Chứ còn mình mà không làm gương thì mình không, bọn nó không hiểu đâu. Đó. Bác Phước Bình có một cái câu rất là mâu thuẫn trong chính câu nói của bác. Đó là không phong kiến nữa, khoa học phát triển. Rồi nhân văn, nhân ái, nhân tính, nhưng không nhân thương. Và thực tế đây là tư duy của bọn Tây. Tư duy này thì nó không hợp với châu Á. Vâng, chào bác Khánh Linh nha. Vâng. Tư duy này thì nó không hợp với châu Á.
Tại sao mà nhiều thể chế, nhiều chế độ của phương Tây áp dụng vào nhưng mà rất khó thành công ở châu Á là bởi vì như vậy. Bản thân câu nói của bác đã có một cái mâu thuẫn rồi. Khoa học phát triển không nghĩa là không có nhân tính. Cái thứ mà con người ta đã hơn được động vật, chúng ta gọi là động vật cấp cao, bản thân con người chúng ta là đều xuất phát từ một cái loài nó gọi là loài vượn. Thì chúng ta bắt đầu là chúng ta mới phát triển lên trở thành một loài người như bây giờ. Cái con người chúng ta nó khác với cả loài vật, mà chúng ta trở thành đứng đầu ở trong một cái chuỗi thức gọi là chuỗi thức ăn, là bởi vì là chúng ta có tư duy, có cảm xúc, chứ không phải là chúng ta như một cái máy tính lập trình ra nó thì nó là cái này, nó là cái kia. Đó. Chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta có được cái này thì chúng ta mới giữ được cái vị trí thống trị. Chứ không phải chúng ta có được kiến thức là chúng ta có được giá trị. Kiến thức nó chỉ là cái mà chúng các bác chăm chỉ học hành các bác có được. Nhưng có được trí tuệ thì các bác phải thêm một cái mệnh đề vào đấy nữa. Đó là cái đạo đức. Thì các bác mới có được trí tuệ. Còn nếu không ai gọi một cái người hiểu biết người ta gọi là trí tuệ cả. Người ta chỉ nói là người một giáo sư giỏi, một lãnh đạo giỏi vân vân thứ nữa. Đấy là người có kiến thức. Nhưng mà khi người ta có trí tuệ thì người ta sẽ tập hợp được những người có kiến thức. Những người có kiến thức sẽ làm thuê cho cái người mà có trí tuệ. Giống như bác Hồ ấy, bác Hồ có giỏi không? Tất nhiên là rất giỏi. Nhưng không phải cái gì bác cũng giỏi. Nhưng tại sao bao nhiêu nhà khoa học thì lại về làm cho bác Hồ? Bao nhiêu người giỏi về làm cho bác Hồ? Cái giỏi của bác Hồ là tập hợp nhiều được đội ngũ trí thức. Cái khó của cái đội mà miền Nam họ không tập hợp được những con người như thế. Tại sao người ta có thể là người ta hoàn toàn có thể lựa chọn một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình mình? Như là giáo sư Trần Đại Nghĩa. Nhưng người ta sẵn sàng đưa cả gia đình mình về trong bom rơi lửa đạn, sống khổ sống sở. Thì cái đấy bác Hồ mới làm được. Tức là bác có trí tuệ, người ta kính trọng bác, không phải là bởi vì bác có kiến thức, mà là bởi vì bác có trí tuệ. Mà trí tuệ này bao gồm cả cái giá trị đạo đức. Nó giống như cái AI ấy, nó khó thắng được loài người. Nó có thể là cai trị loài người, nó có thể nó kia, nhưng nó không thắng được bởi vì nó không có trí tuệ. Trí tuệ ở đây nó phải thông qua tất cả những cung bậc cảm xúc mà người ta sẽ phải hệ thống lại thành một triết lý. Nó gọi là triết học. Cho nên ấy, đừng đồng hóa một cái người có trí tuệ với một cái người có kiến thức. Đó. Kiến thức người ta có thể hiểu. Làm sao chúng ta thắng được AI bằng cái kiến thức được? Một ngày nó có thể học, các bác nó thể tưởng tượng này nhé. Tôi làm về AI Big Data cách đây khoảng tầm 15 năm rồi. Thì các bác tưởng tượng như thế này này. Bắt đầu nó sơ khai của AI ấy, thì bắt đầu là ví dụ như là để học chơi cờ tướng, hoặc là học chơi cờ vây, hoặc là học chơi cờ vua, thì nó sẽ tự tách AI của nó ra thành hai rồi nhân bốn lên, như kiểu là họ đánh chơi với nhau, tự học qua từng nước đi, từng nước chơi, thì và nó phải kết hợp với cả Big Data, tức là nó kết hợp với từng cái nước cờ đã được đúc kết lại hàng nghìn năm của thế giới, thì nó tự chơi với nhau. Thì các bác bây giờ con người chúng ta làm sao chúng ta là học được? Nó có thể 24/24 giờ nó tự học. Nó chỉ cần có điện ấy. Có điện cấp nguồn vào là nó học được. Nhưng chúng ta đâu có thể là làm việc đó. Chúng ta chỉ có thể học được khoảng tầm 30 tiếng một ngày. Còn công việc hàng ngày chúng ta vẫn phải xử lý. Rồi chúng ta phải đi ngủ, chúng ta phải lo cho gia đình. Làm sao chúng ta học được bằng AI? Cho nên nó có kiến thức chúng hơn chúng ta không? Có kiến thức của chúng ta. Kiểu gì nó cũng hơn. Đấy là cái việc bộ tôi nhận định đã khoảng được cách đây 15 năm trước rồi. Chứ phải mới, tôi nhớ năm đấy khoảng 2008, 2009, thì bắt đầu nó có sơ khai của AI.
thì lúc đấy đã nhận định cái điều đó rồi. Nhưng để mà nó có trí tuệ hay không ấy, thì không có, vì nó không có cảm xúc. Cho nên đây là cái mà chúng ta nhìn qua cái bảo là khoa học công nghệ, nhưng mà nó có làm được không, nhưng nó vẫn phải chịu cái sự chi phối của loài người, chịu cái sự chi phối của loài người chứ nếu không nó sẽ rất là sự hủy diệt, tự nó sẽ hủy diệt nó. Lao động là vinh quang thì tại sao lại thích sướng? Bác Phước Bình: dám hỏi Hoàng thì Hoàng có dám hỏi ai? Thế thì tôi xin chia sẻ với các bác Phước Bình thế này này, là cái lao động ấy là vinh quang. Cái từ vinh quang hay không là cái từ mà chúng ta để mà kích thích những người lao động, tức là chúng ta như kiểu là chúng ta tặng huân chương, chúng ta tặng bằng khen để kích thích những người lao động, tức là chúng ta là tôn vinh những người đó. Cái từ vinh quang là chúng ta dùng để mà nói đó. Còn đương nhiên, còn đa phần loài người nó là thích sướng. Tức là chúng ta phải hiểu cái câu rằng là con người ta bởi vì thích sướng cho nên mới có khoa học công nghệ phát triển. Thích sướng là gì? Tức là làm một ăn mười. Hay nói như các Marx hoặc là Lenin là làm một tiếng mà có thể ăn được cả đời. Nên gọi là thích sướng. Đúng không? Thì nó sẽ tạo ra cái động lực, ra động lực mà thay đổi cái khoa công nghệ. Bill Gates có một câu rất hay, đó rằng là tôi chỉ thích thuê những người lười, bởi vì những người lười mới tìm ra giải pháp. Còn những người chăm thì không tìm ra giải pháp được. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng thích sướng ấy, tức là những cái người lười thích sướng thì nó lại tạo ra cái động lực. Ví dụ, trước đây chúng ta cứ ngồi cày cuốc bẫm đúng không? Rồi tự mình cuốc từng mảnh đất, tự mình gieo hạt, tự mình nọ kia vân vân. Thì lúc này là chúng ta mới thấy rằng là tại sao lại phải khổ thế? Cả một năm làm được mảnh ruộng khoảng tầm 300 mét. Ăn không đủ. Thế bắt đầu mới gọi rằng là đi thuần hóa con trâu, con bò. Để chúng ta giúp chúng ta cày cấy, cày bừa. Nhưng mà con trâu, con bò thì sau này máy thì chúng ta chỉ làm được khoảng vài nghìn mét. Thì lúc này chúng ta bắt đầu nghĩ rằng là phải có máy, máy cấy, máy cày. Thì tất cả những thứ đó là do những người lười nghĩ ra. Tức là người ta phải thay đổi cái gọi là hành vi của mỗi người bằng một cái thứ nó hiệu quả hơn, công suất hơn, hay chúng ta gọi là năng suất hơn, hiệu suất hơn. Thì đấy là những người lười. Chỉ có những người thích sướng người ta mới làm điều đó, và chỉ có loài người mới làm điều đó. Hoặc đó là động lực cho sự phát triển. Còn nếu mà chúng ta không làm điều đó thì chúng ta không làm được. Còn đương nhiên là không ai gọi rằng là khi người ta làm. Các bác bây giờ hỏi anh Vượng là tôi có thể là phê phán anh Vượng rất là nhiều, bởi vì cái thủ đoạn làm ăn hay thế nọ thế kia vân vân. Nhưng mà tôi vẫn nể một cái rằng là ông ấy hoàn toàn có thể dừng công việc và có thể nói rằng là 10 đời nhà ông đấy không ăn hết tiền được. Mình phải công nhận điều đấy chứ. 10 đời nhà ông đấy ăn không hết tiền được. Ông hoàn toàn có thể dừng công việc và sau đó đi du lịch nghỉ hưu. Thế nhưng mà tại sao người ta vẫn làm? Là bởi vì trong hormone của họ nó có một cái thứ kích thích, khi làm các bác mới có cái sự, nó có một cái sự sung sướng khi làm việc. Nghĩa là khi làm việc nó tiết ra một hormone, nó cái sự sung sướng. Thì khi làm việc họ mới cảm thấy họ có giá trị, họ mới cảm thấy cuộc đời của họ nó có ý nghĩa. Chứ còn nếu mà không thì không có đâu. Đó. Cho nên đây là cái mà tôi chia sẻ với các bác mọi người đấy. Thật sự nó rất đơn giản thôi. Mình cố gắng mình giải thích thế để mọi người hiểu rằng là trong cuộc sống người ta không phải người ta đủ ăn, đủ sống là xong phim. Nó vừa có động lực nhưng nó vừa có cái sự kích thích. Thì cái này nó là cơ chế của loài người nó diễn ra.
mà chỉ có loài người mới có cái đó. Mà từ cái loài vượn người nó nhờ được cái hormone này cho nên là nó mới tìm được cách. Ví dụ là để đập một quả dừa thì thay vì nó tự đập thì nó sẽ phải dùng đá để nó đập, nó phải tự tìm cách. Tức là nó phải có hormone lười đó. Nếu nó đập bằng tay không nó vẫn đập được. Nhưng bởi vì rằng là nó thấy rằng là đập như thế cả ngày ta đập được một quả dừa thôi. Nhưng bây giờ nếu mà dùng đá ta đập vào, mài sắc cạnh nó đi, cái đá có sắc cạnh nó đi, thì ta đập sẽ được khoảng tầm 10 quả dừa. Thì nó là như vậy. Mà 10 quả dừa tương ứng với cả là 10 cô phụ nữ. Đấy. Cảm ơn bác chính đạo nha. Vâng. Vâng, bác Phước Bình, các bác trên kênh thì cứ phản biện thôi. Tôi chia sẻ với bác đầy đủ theo cái góc nhìn của mình. Bởi vì tôi cũng không phải là cái người mà giỏi giang gì. Mà nhưng mà tôi có một cái người là tôi nghĩ thế này. Là tôi là cái người mà chia sẻ các bác nhiều lần rồi đó, tôi không giấu dốt. Tôi không giấu dốt. Thật sự đấy. Mình có thế nào mình nói chuyện với mọi người thế. Tôi tính thế. Bởi vì là nhiều khi mà nhiều bác trên kênh nha, hay lắm. Tôi nhớ là nhiều cái buổi live stream á, là nhiều bác là cũng comment và sau này tôi đọc lại. Ồ tôi thích lắm. Ủa, bây giờ mình cái khía cạnh này tại sao mình không nghĩ ra nhỉ? Đó. Thế là mình ngồi nghĩ mãi mà ồ đúng bác này tuyệt vời. Thế là tôi mới nghĩ ra đấy. Chào bác Phương Nguyễn nha. Còn đạo pháp thì nó đơn giản lắm. Bác chính đạo thật sự người ta là thực hành. Tại sao mà bác chánh đạo thì quy tập lại nó gọi là giới định tuệ, tức là anh phải giữ giới đấy. Mà cái nào là giới trong bát chánh đạo thì cái nào là giới, chánh ngữ, chánh mạng, chánh gì nữa là giữ giới. Còn nếu không giữ giới được thì anh đừng có hy vọng là anh có định, tức là có được một cái tâm thái, có được một cái thứ nó gọi là bình tĩnh suy xét, gọi là định. Mà đã không có định rồi thì làm gì có tuệ. Không có tuệ đâu. Cho nên cái người nào mà học Phật giáo nói rất hay, nói lý thuyết nhưng lại không thực hành thì chúng ta đừng hy vọng vào trí tuệ của họ. Họ có thể là người có trí thức, kiến thức nhưng không có trí tuệ. Bởi vì như thế không có trí tuệ cho nên phải thực hành. Thực hành không phải là ngồi thiền. Mà thực hành của Phật giáo rất đơn giản, anh giữ được những cái thứ đó trong từng cái khoảnh khắc của cuộc sống thì tự khắc anh sẽ có định có tuệ thôi. Rất đơn giản, không có gì khó. Không nên phải nghĩ nhiều về Phật giáo. Nhiều người cứ đi nghe pháp nhiều, nghe thầy nọ, nghe thầy kia, nhưng mà thật sự là họ đã có giữ giới đâu và họ cứ đi nghe hoài thế. Họ cứ giữ giới đi, không sát sinh, ăn chay đi, không uống rượu bia, không tà dâm, không nói dối. Thế thì tự khắc cuộc sống của họ sẽ rất là tuyệt vời. Và nó sẽ lan tỏa cái năng lượng này với người xung quanh và cuộc sống xung quanh nó sẽ tuyệt vời. Vâng, chào bác Duy Nguyễn nha. Cảm ơn bác Thông Gai, Hồng Gai. Thì tất cả mọi thứ nó cực kỳ tuyệt vời. Lúc đó họ mới có định có tuệ. Chứ còn không có thì chúng ta chỉ như là một cái thằng khoe khoang kiến thức thôi. Tôi ngày trước tôi đọc nhiều lắm, đọc kinh nhiều lắm. Thậm chí có một tuần tôi đọc 4-5 quyển kinh. Đọc chả hiểu gì. Tôi thật đọc chả hiểu gì. Chia sẻ quá thật thế. Không giống tốt. Đọc chả hiểu gì. Tôi đến cái thư viện của em tôi đi mượn mấy quyển kinh sách về. Tôi đọc. Kỳ tính kỷ luật của mình là đọc cho bằng hết. Đọc chả hiểu gì. Đọc không hiểu đọc làm gì. Đó. Như mình đọc thì sau này mình cũng là tốt thôi. Thế sau này khi mình bắt đầu là mình mới hiểu được một chút, mình thực hành.
thì mình mới nhớ lại một vài cái câu chữ mình đọc, mình thấy rằng hóa ra là vậy. Tức là mình phải có thực hành mới hiểu được. Nhưng mà có Sơn Phạm ấy, Ngụy Đảng Viên và Ngụy Sư nhiều quân nguyên lắm ấy. Thì đa phần là như vậy. Người ta, tôi không hiểu tại sao là nhiều sư thầy của Việt Nam cứ thích cúng dường. Nhưng mà thực tế thì các bác tưởng tượng này nè, những sư thầy đó ở Việt Nam á, là cũng phải là cái hàng rất ít, chứ không phải là hàng, nó gọi là hàng ít chứ không phải là hàng phổ dụng đâu. Tôi vẫn biết là có nhiều sư thầy, và tôi vẫn nói chuyện với nhiều sư thầy, là họ cũng chẳng cần mấy cái đó. Họ cũng chẳng cần mấy cái đó đâu. Nhưng bởi vì là họ không có nổi để truyền thông, không phải như là thầy Thích Pháp Hòa hay rằng là thầy nọ thầy kia, mà họ chuyên tâm vào cái tu tập. Cho nên là họ cũng, về tu tập là cổ cá nhân họ mà, đâu phải cổ của mình đâu. Thì họ cũng không dính vào đời nhiều. Cho nên là họ cũng ở một cái ngôi chùa là nhỏ nhỏ. Ngay cả ở Vĩnh Phúc tôi biết có một sư thầy trẻ thì cũng thế thôi. Cuộc sống rất đơn giản, ăn chay rồi là nó kia chả ham muốn gì. Thế nhưng đâu có ham muốn rằng lên mạng để mọi người biết. Đó. Nên đấy là cái mà chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện về các sư thầy thì chúng ta hiểu là có nhiều người cũng đang rất là giỏi, chứ không phải là và họ đang tu tập thật. Chẳng qua là mình không biết, mình không nghe tên. Còn quanh quẩn đi thì những sư thầy nổi trên mạng xã hội đi, như thầy Pháp Hòa, như là ông Trung Minh, như là ông Nhật Từ, ông Trần Quang kiểu kiểu. Thế đấy là mọi người biết thôi. Chứ còn nếu mà không có truyền thông, không có internet thì các bác không biết được. Nhưng mà những sư thầy kia thì họ không có đi giảng đạo. Họ chuyên tâm tu tập. Và thật sự là trí tuệ của họ tuyệt vời. Có nhiều câu hỏi rất khó. Tôi đánh giá tôi rất khó, bởi vì nhiều khi có những câu hỏi mình chăn trở mất cả năm trời. Thế nhưng mà khi mình gặp được họ thì họ giải thích cho mình chỉ có khoảng tầm 15-20 giây. Rất là uyên bác. Rất là uyên bác. Thật sự. Đó là con người thật sự, là những người mà chỉ có thực hành nó mới phát sinh cho họ cái trí tuệ như thế. Vâng, cảm ơn bác Lê Mai nha. Tôi sắp nghỉ rồi đấy. Thật sự là có nhiều người rất uyên bác, không nổi tiếng. Chúng ta biết được các sư thầy, ví dụ như là ông Pháp Hòa, là bởi vì rằng là ông có cái hạnh nguyện của ông ấy là truyền đạt những cái giá trị cơ bản của Phật giáo đến cuộc sống. Tức là chúng ta tạo duyên cho nhiều người để tới với Phật giáo. Còn có những người, người ta bởi vì cái giải thoát của họ, tức là thì họ sẽ chuyên tâm tu tập, chứ họ không có đi nói chuyện nọ kia vân vân. Đó là giảng pháp. Bác Sơn Lê Văn này, Hoàng Dôn nói những thầy tu không đi giảng đạo pháp là tốt hay sao? Cơ bản xin thưa với cả bác Sơn Lê Văn á, là mình phải hiểu rất rõ cái điều này. Và tôi cũng nhấn mạnh lại á, tu là việc của họ, là tốt cho bản thân của họ, không phải tốt cho mình. Đó. Họ có giảng đạo pháp hay thế nào đó, đó là việc của họ, không phải việc của mình. Tốt hay xấu nó không phải là hay có, mình không phân biệt đấy là tốt hay là xấu. Có những thầy tu thì họ nguyện cái việc này, coi như đấy là cái việc làm tốt để mà họ làm. Còn như có những sư thầy thì họ không làm cái việc này, nhưng họ có thể làm nhiều việc khác tốt hơn. Tức là
người đã có đi vào tu là người có mong muốn là được giải thoát, tức là chấm dứt cái luân hồi. Chấm dứt cái luân hồi tức là chúng ta gọi niết bàn này. Thì như vậy là họ đâu có vì ai đâu, vì họ mà. Đúng không? Chấm dứt cái luân hồi. Cho nên này đấy, đấy là cái việc mà không phải là tốt hay xấu ở đây cả, mà đấy là do ý muốn của mỗi người, cái phát nguyện của mỗi người. Có những người coi đấy cũng là một cách tu. Cái việc mà mình giảng pháp, giảng đạo cho nhiều người cũng là một cách tu, cũng là một cái cách để mà tạo ra cái duyên phổ độ Phật giáo, để tạo ra cái phước báo cho mình. Còn có những người thì tôi cho là người ta cứ giữ được hết giới đi ạ, là thành công rồi. Thì đấy là cái việc của họ. Không có ai hơn ai gì ở đây cả. Không có ai tốt, không có ai xấu ở đây cả. Không phải bất cứ nhà sư nào cũng phải đi giảng đạo. Nhưng chúng ta chỉ biết đến những nhà sư đi giảng đạo thôi, bởi vì chúng ta biết qua truyền thông, qua Internet, qua Facebook, qua TikTok, rồi là qua YouTube, rồi vân vân nọ kia. Chứ còn chúng ta đâu có biết đâu. Những nhà sư người ta vẫn đang, hàng ngày người ta vẫn đang tu tập và giữ cái giới hạnh. Đó. Như bác Trọng có một cái nhà sư thật sự là một nhà sư giữ giới hạnh. Ông đứng đầu Phật giáo nhưng mà thật sự rằng là ông hầu như không đi giảng pháp. Nhưng bác Trọng rất tôn trọng. Ông giữ cả một cuộc đời đạo hạnh của ông ấy. Ăn chay, chỉ ăn rau cho mình ra, không nhận cúng dường. Ở một cái ngôi nhà nó giống như túp lều tranh. Nó như một túp lều không. Nhưng mà kiến thức cực kỳ uyên thâm uyên bác. Không bao giờ đi, hầu như rất hiếm khi đi giảng đạo, cũng rất hiếm khi mà làm những việc khác. Nhưng mà bác Trọng kính trọng vị sư thì vô cùng. Đó. Các bác có bao giờ thấy rằng là bác Trọng đi bắt tay ôm hôn Thích Nhật Từ Thái Minh không? Không có. Vị nhà sư tuyệt vời, thật sự. Bác ấy thì mất là năm 2021. Và thật sự rằng là đấy là một nhà sư đúng nghĩa. Cả một cuộc đời luôn. Đây là lý tưởng khát khao của họ. Bác Tâm Đặng, vậy có thể mấy ông làm chính trị là người những người làm tạo nghiệp nhiều nhất. Thực tế là nghiệp thì nó có cả nghiệp tốt cả nghiệp xấu. Chúng ta gọi là nghiệp thôi. Thế nhưng mà thực tế nó gọi là chúng ta nhân kiểu nhân quả ấy, thì thành nghiệp. Trung quả cả quá trình nhân quả nó gọi là nghiệp. Thì gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Gieo nhân tốt thì gặp quả tốt. Mà nếu mà gieo nhân xấu thì quả xấu. Chính trị gia thì nó có một cái hay như thế này. Tức là họ đã phải thế nào đó thì họ mới có thể rằng là cả cuộc đời trước thì họ mới có thể làm chính trị gia. Và đáng nhẽ khi họ nhận thức rằng là họ làm chính trị gia thì họ gieo được cái nhân tốt thì rất là tốt cho cuộc đời của họ sau này, kể cả bản thân của họ. Thế nhưng mà gieo nhân xấu thì đương nhiên nghiệp mà. Có nghiệp tốt, có nghiệp xấu, chứ không phải là chỉ nghiệp là xấu đâu. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là họ nếu mà đã xấu thì rất xấu, mà nếu là tốt thì rất tốt. Bởi vì mỗi cái quyết định của họ, mỗi cái ý kiến của họ là nó ảnh hưởng đến hàng triệu người. Cái mức ảnh hưởng nó tầm như thế. Tức là ảnh hưởng đến hàng triệu người và thậm chí hàng chục triệu người và thậm chí cả trăm triệu người. Thì nếu họ làm tốt thì họ sẽ tạo ra được một cái phước báo rất tốt. Còn nếu mà họ xấu thì đương nhiên rằng là họ sẽ tạo ra một cái nghiệp rất xấu. Thế thôi. Chứ không phải là đều gọi là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì nó có nhiều, nhiều nghiệp. Chưa bác chia sẻ bác thế. Nhưng mà đấy là họ có cơ hội. Chứ người thường chúng ta đâu có mong muốn là tạo được cái nghiệp. Chúng ta muốn tạo nghiệp tốt đúng không?
Nhưng bởi vì chúng ta là người thường, chúng ta là dân đen, thì chúng ta đâu có thể là tạo ảnh hưởng đến hàng triệu người được đâu. Cho nên chúng ta cố gắng mấy, chúng ta chỉ được xíu xíu thôi. Nhưng mà chính trị gia nó như này, à, to như này. Thế thì đây là cái cơ hội của họ, thì đây là lựa chọn của họ. Làm cái gì tốt, làm cái gì xấu, thì đây là do lựa chọn của họ. Thì đấy là cái mà chúng ta thật sự chúng ta phải suy nghĩ. Và các vị chính trị gia thế thôi, không phải ai cũng có thể ghi vào lịch sử của loài người à, họ là chính trị gia thì họ có thể là đến tầm ủy viên trung ương, là họ có thể là được đi vào lịch sử rồi. Nhưng mà đi vào lịch sử cách nào thì đấy là lựa chọn của họ. Có những người đi vào lịch sử mà hàng nghìn năm sau người ta vẫn nhớ tên, mặc dù họ không phải là thiên tử, như là Hưng Đạo Viên chỉ có Tuấn đúng không? Thế đâu phải là thiên tử đâu, nhưng mà vẫn nhớ tên, nhớ mặt. À. Nhưng có những người và thậm chí người ta phỉ nhổ hàng nghìn năm, người ta phỉ nhổ. Bác tới Trọng Quang thì Hoàng Dôn có vẻ dị ứng với nhà sư. Tôi không có dị ứng với nhà sư. Bác nói như vậy là bác hơi suy diễn. Tôi thì tôi nghĩ rằng thế này, chúng ta ấy, là nên học theo các nhà sư, tức là chúng ta giữ giới. Cái câu chuyện này chúng ta, tôi đã nói chia sẻ nhiều lần với bác Nguyễn Quang Tới ấy. Thay vì cái việc chúng ta là phán xét đúng sai dựa theo quan điểm của Phật giáo, thì chúng ta nên giữ giới. Bởi vì chúng ta chưa có được định, chúng ta chưa có được tuệ, thì chúng ta đừng có đi phán xét người khác. Giữ giới đi đã. Giữ giới đi đã. Vâng, cảm ơn bác Đặng Đình Hoàng nha. Đó. Còn nhà sư người ta làm tốt cho họ mà. Thì tôi có bảo là bác cũng con tới, hình như bác mới vào kênh. Tôi vừa rồi tôi phải chia sẻ với rất nhiều người trên kênh rằng là nhà, chúng ta không chỉ có Thích Chân Quang, chúng ta không chỉ có chúng ta không chỉ Thích Chân Quang, chúng ta không chỉ có Thái Minh, chúng ta không chỉ có Nhật Từ, mà chúng ta cũng không chỉ có Pháp Hòa, mà chúng ta còn có rất nhiều nhà sư chân chính, mà tôi đã chia sẻ rất nhiều nhà sư chân chính, ví dụ cụ thể. Mà thậm chí tôi còn bật mí một cái rằng là có một nhà sư chân chính là Bác Trọng rất kính trọng. Đó. Mặc dù bác ấy chả, mặc dù nhà sư đấy chả bao giờ đi thuyết pháp cả. Đó. Cho nên không phải dị ứng. Và bản thân tôi là những người mà cũng theo cái Phật giáo. Đó. Thế nên là tôi thấy rằng là nó hiệu quả khi chúng ta phải học theo, thực hành. Chứ chúng ta không nên, chứ là chúng ta biết được một tí, đọc được vài cuốn sách, đọc được vài câu trên Facebook, chúng ta bắt đầu phán xét rằng là người nọ người kia, ông này là tốt, ông kia là xấu, kiểu kiểu đấy. Cảm ơn Hoàng Hải Minh nhé. Cho nên ở đây á, là tôi ví dụ cụ thể luôn. Nhưng mà thật sự là nhà sư đấy là Bác Trọng rất kính trọng. Kính trọng từ tâm can luôn ấy. Chứ không phải là kính trọng là ấy đâu. Cũng giống như tôi chia sẻ các bác ở đây kênh một chút, chúng ta ngủ nhá. Trong 15 phút nữa tôi ngủ thôi. Thì tôi chia sẻ bác thế này. Ngay cả Tập Cận Bình ấy, nhiều người người ta bảo rằng là Tập Cận Bình có phải ưu ái Việt Nam nhỉ? Tập Cận Bình là một, nó giống như kiểu là quyền lực như một hoàng đế của Trung Quốc. Ưu ái Việt Nam nhỉ? Các nước khác, ví dụ kể cả nước hàng đầu thế giới sang bên Trung Quốc thì người ta cũng chỉ là khoảng tầm 6 đến 8 phút ở trên kênh CCTV quốc gia ở Trung Quốc. Bác Trọng mình sang Tập Cận Bình là mất 18 phút. Cả một ngày đấy, tất cả các tỉnh thành ở Trung Quốc, là tất cả truyền hình quốc gia đều phát sóng cái cuộc này 18 phút. Tức là hơn 1 tỷ dân người ta bắt buộc phải xem cái cuộc gặp ngoại giao của Bác Trọng sang bên Trung Quốc. Cái thứ hai nữa là Tập Cận Bình rất tôn trọng và rất yêu ái bác.
Nhưng cái gì ngon nhất, đẹp nhất của Trung Quốc đều mang ra. Và đặc biệt rằng là sẵn sàng đứng đẩy cái xe lăn này. Bác Trọng là đấy, yếu. Thì đi trong một cái quảng trường, đi trong một cái hội trường. Thì nó, cái này thì truyền thông Trung Quốc nó không đưa. Nhưng mà anh em mình thì anh em ngoại giao thì đều biết cả. Thế thì là cả một cái gọi giống như kiểu là một hội trường á, thì ông đã chuẩn bị sẵn cả một cái xe. Thế khi thấy bác Trọng mệt cái thì ông đứng ra ông bảo là thôi thì mời bác ngồi lên đây. Nhưng cũng không phải là người khác đẩy. Tức là ở đây các bác hiểu như này này, là cũng không phải là người khác đẩy. Đó. À, không phải là cảnh vệ hay là người nào đó đẩy xe cho bác Trọng, mà tập của mình đứng ra đẩy. Tất nhiên cái hình ảnh này để truyền thông nó không đưa. Nhưng mà Tập Cận Bình là đẩy xe cho bác để mà đi dạo quanh cái khu triển lãm, cái thành tựu của Trung Quốc. Đó. Đấy là còn chưa kể nhé. Tôi kể các bác tiếp câu chuyện này. Đó là cái câu chuyện rằng là khi vào bàn làm phán, tất nhiên nó tiếp đãi mình rồi, thì mình cứ đừng tưởng là mình cứ nghĩ rằng là bác Trọng sẽ nể nó. Thế nhưng mà vào vòng đàm phán một cái thì bác nói luôn là đứng ở đây là chúng ta đại diện hai quốc gia, đại diện hai dân tộc, và mỗi bên thì đều lợi ích của các nước, cho nên là tình cảm cá nhân là gác sang một bên, và đây là chúng ta là theo lợi ích quốc gia dân tộc. Và đây tôi nói với đồng chí rằng là tại sao Biển Đông nó như thế này. Đó. Cho nên đấy, cái câu chuyện mà các bác thì thấy rằng tự mình vẫn tôn trọng, nó không có một cái từ nào, nó chỉ tái mặt đi thôi, nhưng nó quay sang nó hỏi này, thế sau đó nó mới giải thích loanh quanh. Nhưng mà phải nói rằng là Tập Cận Bình tại sao là kính trọng bác Trọng thế? Nó đâu có ngại bất cứ một nguyên thủ nào trên thế giới này. Từ Tây cho tới rằng là tất cả các quốc gia Tây rồi Nga vân vân tới Putin, nó chả thèm ngại. Nhưng mà nó dành một tình cảm rất đặc biệt cho bác Trọng. Và đó là cái điều mà không ai phủ nhận được. Thế tại sao lại như thế? Thì tôi chỉ có thể giải thích một cái điều như thế này thôi. Đó là bởi vì bác Trọng có một cái đạo đức tuyệt vời. Đó. Và cảm ơn các bác nha. Đó là cái mà chúng ta thấy là bác Trọng có một cái đạo đức tuyệt vời. Bất cứ ai cũng phải nhỏ bé trước bác cái việc đó. Ngay cả xin thưa các bác nhiều ủy viên Bộ Chính trị. Bình thường các ông gọi là ok. Nhưng đứng trước bác Trọng thì phẩm giá, phẩm chất con người nó khác hẳn. Cho nên tôi có một cái bài mà tôi nhớ mãi. Cái bài đấy cũng khoảng cũng không nhiều lượt xem đâu. Nó rơi có tầm khoảng hơn 30.000 lượt. Hơn 30.000 lượt xem mà sau mấy năm chứ không phải là một năm. Có vẻ ít người biết cái bài đấy. Nhưng mà nó phát ở trên kênh Trang Trang TV và những người bạn thích lịch sử. Thì tôi có nói rằng là sức mạnh tuyệt đối của bác Trọng là gì? Tức là sức mạnh của bác Trọng chính là sự trong sạch tuyệt đối. Trong sạch tuyệt đối. Đó. Và nhà bác Kiên Trần. Tức là khi mình trong sạch, tức là mình có sức mạnh. Và sức mạnh của bác ở của bác tuyệt đối là bởi vì bác trong sạch tuyệt đối. Thì đấy là tạo ra một cái sức mạnh. Chứ không phải không khó đâu. Bao nhiêu người muốn hạ rồi vân vân thứ này, xin mà bao nhiêu năm nay có tìm được cái vết nào đâu. Người ta bảo là Sipucha rồi vân vân nọ kia. Đã cả bao nhiêu người vào. Bác bảo là cứ để họ kiểm tra đi. Không can thiệp. Và cuối cùng sau kiểm tra xong có cái gì không? Không có cái gì cả. Chứ nếu có một vết nhỏ xíu ấy, thì bác đã không ngồi đây với chúng ta rồi. À, xin thưa bác thế. Con cái có gì không? Không. Cháu chắc có gì không? Không. Cách đây khoảng hơn một tháng thì bác có một cái câu bác ấy nói chuyện này. Thì bác ấy nói chuyện rằng là nhiều người ở nhà là có dòng họ, có quê quán. Thì bác ấy nói một câu, bác ấy nói chuyện xong thì bác mới nói một câu này. Các đồng chí thì cũng từ quê mà ra. Tôi, tức là bác bảo tôi, quê,
nhà quê. Tôi cũng có hàng xóm láng giềng, tôi cũng có anh em họ hàng. Người ta cũng bảo là ông này đi làm Hà Nội, làm to lắm, mà ông chả bênh gì cái làng nhà mình, cái họ nhà mình. Ông toàn vạch áo cho người xem lưng. Hôm nay ông này xử người này, mai ông xử người kia. Biết đấy, khó, có. Nhưng mà mình không thể không làm, là bởi vì mình nghĩ tới quốc gia dân tộc, chứ không phải là mình nghĩ riêng cho cái làng nhà mình. Đó. Chứ không phải mình nghĩ cho cái làng nhà mình. Đó. Đây là mình nghĩ cho quốc gia dân tộc. Mình nghĩ cho cả Sóc Trăng, cho cả Bạc Liêu, cho cả Hà Giang, cho cả Cao Bằng, Lai Châu, toàn thể Việt Nam. Chứ đâu phải là mình nghĩ cho riêng một cái bản thân nhà mình ở Đông Anh. Nhưng mà nhiều ông là có suy nghĩ này, người ta nghĩ cục bộ, chỉ có địa phương nhà mình thôi, làng nhà mình ấy. Hẹp thì là vùng nhà mình, tức là vùng nhà mình. Hẹp nữa thì là tỉnh nhà mình. Hẹp nữa thì là huyện nhà mình. Hẹp nữa thì xin thưa bảo rằng là làng nhà mình. Nên đấy là cái mà thật sự là rất đáng buồn. Rất đáng buồn. Bởi vì ông đã là lãnh đạo quốc gia thì ông phải nghĩ ở tầm quốc gia. Không thể nó nghĩ cho cái làng nhà mình được. Đây là cái câu Võ Trọng chia sẻ với cả rất là nhiều người cái việc này. Đó. Không phải cái chuyện ông chỉ nghĩ cho cái làng nhà mình được. Thế bây giờ người Bạc Liêu, người Sóc Trăng có phải người nhà mình không? Đây là con dân nước Việt cả. Thì mình nghĩ cho cả họ chứ. Đâu chỉ có nghĩ cho người mình biết nữa. Bác Nguyễn Quang tới thì có nói rằng là Hoàng Dội ý kiến về bác Thưởng không? Tôi vẫn tin bác Thưởng trong sạch, nhưng mà thật đáng tiếc. Nó có những cái câu chuyện như thế này, xin bác Nguyễn Quang tới này. Tôi cũng tin bác, tôi cũng muốn tin anh Thưởng lắm. Thật sự thế, bởi vì là không phải là tôi quan sát là trong một thời gian, mà tôi quan sát trong khoảng tầm 5-6 năm nay. Thì thật sự ông Thưởng là một cái người mà rất giữ gìn trong 5-6 năm nay. Ít nhất là quãng thời gian tôi biết. Và tôi bắt đầu quan tâm chính trị nhiều mà tham gia sâu. Khoảng 7-8 năm thì trong khoảng 5-6 năm nay được quan sát ông Thưởng. Thì thật sự là ông Thưởng là một cái người mà có thành tựu, có thành tích và rất giữ gìn trong cái sinh hoạt cá nhân. Gần như rằng không một tập đoàn nào có thể mời ông Thưởng đi ăn riêng được. Gặp ở ngoài được. Kể cả tập đoàn hàng đầu ở Việt Nam. Thế nhưng mà ai biết được chữ ngờ. Trong quãng đời thì có nhiều việc. Có những việc cách đây là 10-15 năm chúng ta đâu có biết đâu. 10-12 năm chúng ta đâu có biết đâu. Cho nên cái chuyện đấy là cái chuyện mà tôi chỉ xin chia sẻ với con tới rằng chứng cứ rất rõ ràng. Không tránh được. Cho nên mới nghỉ nhanh như thế. Chứ còn nếu mà không có chứng cứ rõ ràng thì không bao giờ Ủy ban kiểm tra người ta kết luận cái kiểu như vậy được. Mà nhanh như vậy được. Đó. Cho nên là mình cũng biết việc đấy thôi. Cũng tiếc. Nhưng mà không biết làm thế nào. Đó. Chứ còn khoảng tầm 6 năm nay tôi thấy rằng là rất là ok trong sinh hoạt cá nhân. Để tôi chia sẻ bác như thế. Và thật sự là cũng kỳ vọng ý. Nhưng mà ai biết được. Nó giống như các bác thuê một ông nhân viên ý. Các bác chỉ kiểm tra chứng minh thư. Nhưng mà các bác đâu có kiểm tra được. Các bác đâu có được công cụ để mà các bác biết rằng là chứng minh thư này thật hay giả đâu. Nó phải công cụ quốc gia. Người ta xem xét mã nọ kia tra cứu.
Nhưng mà bác xem qua thì các bác nhận vào làm thôi. Thì nó làm rất là tốt. Làm rất là tốt. Thế thì làm rất là tốt thì các bác bắt đầu cho lên làm trưởng nhóm, rồi là trưởng xưởng, sau đó là giám đốc nhà máy, rồi là phó giám đốc, kiểu kiểu. Bởi vì các bác căn cứ theo công việc mà. Nhưng một ngày đẹp trời thì bắt đầu công an đến, công an bảo rằng là đây là tay tội phạm truy nã. Nó làm giả thẻ chứng minh thư. Thì các bác đâu có biết điều này. Các bác không phải có cơ quan công quyền quyền mà các bác làm được cái đó. Nhưng mà cơ bản thì thấy rằng là một thời kỷ luật đảng của chúng ta là bị gọi rằng là lơ là. Chúng ta lơ là cái kỷ luật đảng. Và nhiều người không coi đảng là cái gì cả. Người ta chỉ có coi rằng là làm nhà nước, làm thủ tướng, rồi là vân vân cái thứ nữa. Đã ngon này rồi. Nghị quyết của đảng, thậm chí người ta coi là trò cười. Có một thời kỳ người ta gọi là trò cười. Người ta dùng những cái từ lũ, rồi lẫn để nói về cái việc mà liên quan tới các nghị quyết, rồi vân vân các quy định của đảng. Thế nhưng mà thật sự, chính vì cái việc mà lơ là cái kỷ luật đó, nó mới biến chúng ta trở thành một cái ngày hôm nay. Là cái giá trị bị băng hoại, đặc biệt là giá trị đạo đức bị băng hoại. Thì bởi vì như thế. Chứ đảng viên đúng nghĩa người ta không thế. Chúng ta mất một thời kỳ 10 năm mà chúng ta gần như là sản sinh ra rất ít những người có thể đảm được chức vụ. Hầu như ai cũng dính vết. Bởi vì cái thời kỳ đó là phải có tiền mới lên được. Có tiền mới thăng tiến được. Không có tiền thì nghỉ đi. Đó. Chính xác là mất tính giai cấp, bác Thiện Trần ạ. Tôi chỉ xin chia sẻ bác Thiện Trần thế này. Tôi nghiên cứu về Mác Lênin. Cái vấn đề chúng ta không phải là xuất thân từ tư sản, hay là từ công nhân, hay là từ nọ từ kia. Mà chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta khi nghiên cứu và chúng ta đại diện cái tính lợi ích của giai cấp. Thì chúng ta đã mất đi cái tính đại diện này rất lâu. Bác Thiện Trần như vậy. Tức là ông làm cái gì, ông có thể làm tổng bí thư, thủ tướng, ông có thể xuất thân từ y tá hay là công nhân, hoặc xuất thân từ một nhà tư sản, không nhà trí thức. Nhưng khi ông đứng ở vị trí đó, tức là ông phải đại diện cho các lợi ích của giai cấp công nhân. Và tại sao phải đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân? Thì tôi nghĩ rằng là trong khoảng chục năm tới chúng ta sẽ hiểu rằng là giai cấp này là giai cấp gì. Chúng ta đang hiểu sai một cái ý thế này. Tức là chúng ta nghĩ là công nhân là cái người mà đi làm thuê kiểu như là ở Bình Dương, ở Đồng Nai hay là nọ kia vân vân. Nhưng không phải. Đặc trưng của nó là cái gì? Ngày xưa thì ông Các Mác thì ông ấy chỉ ví dụ cái đó. Các Mác và Lenin thì ông chỉ ví dụ cái đó bởi vì thời kỳ đó là công nhân kiểu thuần túy như vậy. Nhưng bây giờ công nhân nó phát triển theo một giai đoạn khác rồi. Nhưng nó không mất đi cái bản chất. Bản chất nó vẫn thế nhưng mà nó không mất đi bản chất. Nó giống như chúng ta đi liên lạc ấy. Ngày xưa chúng ta liên lạc bằng đầu tiên là thư tín, bằng truyền lửa, rồi là bằng mã móc, rồi là bằng thư tín, rồi bằng email, rồi bằng điện thoại. Vẫn là liên lạc thôi. Rồi bằng sau này chúng ta bằng Facebook, bằng các Messenger. Nhưng bản chất nó không thay đổi, nó vẫn là cái tính liên lạc của nó. Thì cái bản chất của giai cấp công nhân không thay đổi. Cái vấn đề chỗ là cái biểu hiện của nó khác với ngày xưa. Ông phải phân biệt cái điều đó. Mà nếu ông không tin tưởng vào cái việc này thì tốt nhất ông đừng có vào đảng. Tôi nói thật. Cái này tôi rất cực đoan. Tôi đã nói chuyện với cả rất nhiều anh chị bảo rằng là các anh chị tùy tiện kết nạp người vào đảng. Chúng tôi thà ít mà tốt. Chứ đừng có tùy tiện kết nạp vào. Nếu anh đã không có một cái tin tưởng vào những cái gì anh học, những cái gì anh biết, những cái gì anh nói, thì anh là một thằng giả dối. Và tôi không cần những cái người đó vào trong đảng. Đó. Tôi không cần những người đó vào trong đảng làm gì. Anh đã vào đảng, anh phải có niềm tin, có lý tưởng. Còn nếu anh không có thì anh đừng có vào. Đó. Ai cấm anh vào đâu. Anh hoàn toàn có thể làm ngoài, anh vẫn kiếm tiền đầy đủ mà. Anh cấm anh vào đâu.
em dí súng vào đầu anh bắt anh vào đâu, không có. Lựa chọn của anh, nếu anh không tin tưởng đừng có vào. Nguyên tắc tôi là thế, cứ cực đoan được cái này. Mà nếu anh chị nào mà vào rồi mà còn dao động, mà còn nọ kia vân vân, anh có quyền hỏi ý kiến rằng là tôi như thế nọ, tôi như thế kia, tôi thấy chỗ này chưa được, thì anh chỉ nghiên cứu làm được về. Nhưng không bao giờ được phép rằng là tôi chả tin tưởng nữa. Nếu không tin tưởng nữa anh xin ra khỏi đảng. Chứ đừng có cái ba có tổ chức là tôi dao động, tôi không tin vào niềm tin của nữa, tôi xin ra khỏi. Đàng hoàng nó phải thế. Chứ đừng có cái chuyện rằng là bây giờ bảo là vẫn giữ cái chức của mình khư khư, sau đó bảo là tôi thay đổi. Đây là một trong mối hiểm nguy của đảng. Và cái này tôi nói chuyện với rất nhiều anh em, tôi bảo là đây là một trong những hiểm nguy. Rất nhiều quan chức cấp cao, họ không nhớ gì cái lý tưởng của đảng, không nhớ gì lời thề, không hiểu bản chất của đảng, nhưng mà vẫn mồm nói, vẫn xoan xoét và vẫn giữ chức vụ cao. Họ ở lại là vì chức vụ, chứ không phải ở lại là bởi vì là gì, đúng không? Cho nên những người này chúng ta không cần. Đấy là cái nguyên tắc của tôi, rất cực đoan, hơi cực đoan chỗ này, nhưng mà tôi nói thật, nếu không tin đừng có vào. Bởi vì họ làm lãnh đạo để họ kiểm tra. Thì trong lý thuyết của đảng, trong quy định của đảng là và không được kiểm tra. Họ vào và mong muốn kiểm tra thì nghỉ đi. Quyết định của đảng là vào là ông không được kiểm tra. Đã là đảng viên chắc chắn không được giàu. Thật sự quá. Đã là đảng viên không được giàu. Đó. Nguyên tắc như thế. Đừng hy vọng kiếm chắc được mà giàu bằng chính trị. Anh không bao giờ làm giàu được bằng chính trị đâu. Anh làm giàu là với anh tham quan. Thế thôi. Bây giờ xin thưa các bác rằng á, bác Kiến Nguyên nó câu là chủ nghĩa Mác Lênin ấy, thì bây giờ đến ngay cả là bên phương Tây ấy, nó cũng không thể phản bác được cái lý thuyết này đó. Và bọn đó có cả những cái viện nghiên cứu về chủ nghĩa khoa học, chủ nghĩa xã hội, và thực tế bọn nó cũng chưa bao giờ nó có một cái lý thuyết nào để có thể phản bác được cái lý thuyết của chủ nghĩa Mác Lênin. Và bản thân nó bây giờ đang có một cái xu hướng không phải về mặt chính quyền nhưng về mặt lý luận. Tức là cái giai cấp công nhân trong thời đại mới thì biểu hiện nó như thế nào? Đặc biệt là khi thời đại mà AI, máy tính, vân vân thứ nữa là đưa ra, thì nó càng hiểu rằng là bản chất của giai công nhân nó là cái gì? Và từ công nhân chúng ta phải hiểu theo nghĩa rộng, chứ không thể hiểu theo nghĩa hẹp. Tức là cách đây khoảng 200 năm, thì với giai công nhân người ta hiểu theo cái nghĩa là cái thằng mà làm trên xưởng may, làm trên nhà máy đầy dầu mỡ. Nhưng với giai cấp công nhân hiện nay, thì nó là cái gì? Và hiện nay đang nghiên cứu chứ không phải là dễ đâu nha. Đó. Chúng ta phải hiểu công nhân theo nghĩa rộng, chứ đừng hiểu theo nghĩa hẹp kiểu như thế. Thì cái này là tôi cũng đã chia sẻ với nhiều người, người ta bảo là ủng hộ Hoàng Dôn là nghiên cứu cái vấn đề đó. Nhưng tôi bảo em chẳng có thời gian nghiên cứu, thứ hai nữa là em không có trình độ để nghiên cứu. Nhưng đây là cái ý tưởng của em để em chia sẻ với anh là chúng ta hiểu giai cấp công nhân thì từng thời điểm nó khác nhau, nhưng cái gốc của nó không thay đổi. Đó. Từng thời điểm nó khác nhau, cách đây 100 năm, 200 năm nó khác, và bây giờ là sau từ này nó khác, nhưng bản chất của nó thì những cái giá trị cơ bản nó không thay đổi. Thì cái giá trị cơ bản nó là cái gì thì các anh phải tự tìm ra, chứ không phải là em bây giờ em thay các anh để tìm ra cái việc đó. Thì đấy là cái mà chúng ta phải hiểu, chứ đừng nghĩ rằng là cái cô công nhân đơn giản nó kiểu mấy thằng ông phản động ông nói rằng là chỉ là những người mà đi đóng ở xưởng tàu rồi là đi làm nọ làm kia. Không phải đâu. Đó. Cho nên chúng ta phải có một cái chính xác lý luận ở cái chỗ này. Đó. Ngay cả vấn đề liên quan những cái giá trị nền tảng, chúng ta phải hiểu rằng là cái giá trị nền tảng của chủ nghĩa Mác Lênin, chúng ta phải gạch đầu dòng ra nó là cái gì. Ngày xưa nó là biểu hiện ở trong cái thời đại đó, là thời đại mà cách mạng công nghiệp.
thì nó như vậy, người ta có thể hiểu, người ta lấy ví dụ cụ thể nó dễ hiểu. Ví dụ như hôm nay tôi lấy ví dụ cho các bác một cái vài cái ví dụ là dễ hiểu đúng không? Đó. Nhưng mà vì nó hợp với cả cái thời điểm ngày hôm nay, nhưng ngày mai tôi sẽ phải lấy cái ví dụ khác. Mấy năm sau tôi lấy ví dụ khác. Bởi vì rằng là bản chất nó vẫn thế, nhưng mình để cho mọi người hiểu rõ bản chất thì mình sẽ giải thích nó bằng một cách khác nhau trong từng cái giai đoạn. Chứ không phải rằng là chúng ta cứ máy móc chúng ta làm việc đó. Cái dở chúng ta làm máy móc. Bởi vì tại sao lại máy móc? Bởi vì không hiểu. Đây tôi trả lời được nói bác Đức Long nha, cái câu hỏi này cũng hay. Tức là bác Huệ thì sang Bắc Kinh thì anh Hoàng có quan điểm gì không? Thì tôi chỉ xin chia sẻ với cả bác Chú Đức Long này này, là cái lịch của bác Huệ, của anh Huệ mà anh ấy sang Bắc Kinh ấy, là nó không phải mới. Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì là trước cái vụ hậu pháo tôi đã biết việc này rồi. Tức là người ta có lịch trước, chứ không phải là mới có lịch. Nó rơi vào cỡ tầm khoảng tầm cuối tháng 2, đầu tháng 3 là có lịch rồi. Và cái việc mà anh Huệ cụ thể ngày nào đi thì sau này thì nó sẽ sắp xếp để mà một ngày cái chốt. Còn cái việc mà chúng ta ngồi nói chuyện với nhau là nói chuyện những cái câu chuyện gì thì nó được đàm tạo, nó đã được nói chuyện hai bên là song phương là từ cái thời điểm đó, chứ không phải là mới nha bác Đức Long nhé. Chứ không phải đột xuất, không phải là ít nhất không phải là đột xuất, mà nó có kế hoạch rồi. Và các câu chuyện thì cũng được đưa ra để mà gọi rằng là nói trước từ bây giờ rồi, từ lâu rồi. Để lúc là có hiểu không? Khi mà một lãnh đạo sang á, là lúc đấy người ta bắt tay bắt chân, đã ký kết văn kiện, thì văn kiện hoặc là cái thỏa thuận nó phải được đàm phán từ trước, chứ không phải là mới. Chứ phải lúc đấy chúng ta ra mới ra để chúng ta đàm phán nha. Nha các bác. Thì cái chỗ này á, là hôm nay mới chốt, là giống như bác Phương Bùi nói là mùng 7 đến 12 tháng 4 ấy, thì đã chốt là khoảng tầm, tôi nhớ không nhầm thì hình như là mùng 5, mùng 6 tháng 3 là đã chốt cái việc đó rồi. Hoặc có thể thời điểm đó tôi mới biết. Tức là trước cái thời điểm mà ông Thưởng bị mất chức. Bởi vì mùng 8 tháng 3 là mới bắt bà Hoàng Thị Thúy Lan mà. Thì cơ bản là như thế. Nhưng mà cũng có thể là có cái nội dung này ở bên trong. Thế thì nó có mấy cái để mà nói chuyện với nhau. Thứ nhất là ở đây là theo cái lời mời của Quốc hội Trung Quốc là ông Triệu Lạc Tế. Tức là ai mời thì người đó đi. Ví dụ Tập Cận Bình mời, với cương vị là Chủ tịch nước, thì Chủ tịch nước chúng ta sẽ đi. Còn nếu mà mời với cương vị Tổng Bí Thư thì bác Trọng sẽ đi. Còn nếu ví dụ như là ông Lý Cường, ông mời với cương vụ Thủ tướng thì Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đi. Và nếu ông Triệu Lạc Tế thì là mời với cương vị Chủ tịch Quốc hội thì tức là Quốc hội viện thì ông Huệ sẽ đi, kiểu như thế. Ai mời với cương vị nào thì người ta sẽ đi cương vị đó. Và cái việc này sang á, thì nó sẽ có nhiều vấn đề, từ cái việc mà chuyên môn bao gồm có sự hợp tác giữa các quốc vụ viện, tức là bên phía của Quốc hội Trung Quốc đến Quốc hội của mình. Cũng giống như chúng ta đã tiếp cái Chủ tịch Quốc hội của nhiều nước trên thế giới rồi. Thì bác Huệ cũng tiếp nhiều mà. Mời sang Việt Nam cũng có, mình sang bên họ cũng có. Dưới cương vị là Quốc hội. Với hai là nghị viện ấy. Bên châu Âu nó gọi là nghị viện. Thì cái việc đấy là cái việc rất là bình thường. Nhưng mà có thể như thế này. Là cái việc mà thay đổi cái thượng tầng ấy. Thì người ta có một cái câu ấy, chúng ta gọi là nhắc lại những cái cam kết về chính trị. Tức là con người có thể thay đổi, nhưng mà cam kết thì không thể thay đổi. Bởi vì cam kết ấy, là đứng đại diện của một quốc gia, một đảng hoặc một đất nước. Thì người ta cảm thấy băn khoăn thôi. Ông mới lên thì hoặc là ông nào đó vân vân gì đấy thì liệu có giữ cái cam kết này hay không? Thì thường thường là người ta trước khi sang người ta sẽ phải nhắc lại cái cam kết này. Và là tôi có khả năng lên, nhưng mà tôi có khả năng xuống, tôi có khả năng nọ khả năng kia. Hoặc là chính trị chúng tôi là như thế này, nó có một số cái vướng mắc, nhưng đấy là công việc nội bộ của chúng tôi xử lý. Nhưng những cam kết mà dưới chính phủ, dưới nhà nước, dưới đảng, đại diện đảng, thì chúng tôi sẽ không thay đổi. Thì tôi chỉ là đại diện để mà truyền đạt cái thông điệp đó. Nghĩa là hai đảng ký kết với nhau thế này thì ông nào lên cũng được, nhưng không thay đổi cái cam kết đã ký. Chủ tịch nước,
có thể ông khác lên như thế này, ông cũ ký thế này, nhưng mà cũng không thay đổi. Chủ tịch Quốc hội là đã lên và đã ký thế này thì như việc đó cũng không thay đổi. Thì đấy là cái nhắc lại cái cam kết. Và đa phần thì các bác thấy rằng là ví dụ như là nước Anh ấy, thì thủ tướng các bác thấy một cái truyền thống đó, thì gần như là trong khoảng là tầm 5-7 đời thủ tướng của nước Anh, thì sau khi mà đắc cử thì cái việc đầu tiên của thủ tướng nước Anh ấy, là sẽ phải bay sang Mỹ. Thế bay sang Mỹ làm gì? Thì các bác thấy rằng thực tế bay sang Mỹ là bởi vì là đơn giản thôi, là bởi vì nhắc lại các cam kết và sẽ giữ cái cam kết đó. Là tôi lên làm thủ tướng, nhưng mà đời thủ tướng trước ký như thế này, tôi vẫn giữ cái cam kết của thủ tướng cũ, thì nó bay sang Mỹ để nó làm việc đó. Hay giống như chúng ta thấy rằng là những cái việc như là Hun Manet hay là Hun Sen. Hun Manet trước khi đắc cử thủ tướng của Campuchia thì cũng đã sang thăm Việt Nam, và sau khi đắc cử thủ tướng Campuchia cũng thăm Việt Nam. Thì bởi vì chỉ muốn rằng là nhắc lại cái cam kết này, và nhưng những cái thứ đã ký và cam kết là giữ đúng cái cam kết đó. Đó. Nghĩa là về biên giới thì về nọ kia vân vân là không lật kèo. Kiểu kiểu thế. Thực ra nó chỉ đơn giản thế thôi. Nếu là quan trọng thì chúng ta sẽ làm việc đó. Chứ thực tế là nhiều bác cứ suy diễn cái việc là sang Trung Quốc thế nọ thế kia. Nhưng với cá nhân tôi ấy, nếu mà đây là một trường hợp đột xuất thì tôi có thể suy nghĩ theo kiểu của các bác. Nhưng mà vấn đề này là tôi đã biết từ lâu rồi, biết cả tháng ấy. Và chúng tôi nói chuyện này suốt. Tất nhiên là chuyện bên bàn cà phê trà đá thôi, nhưng mà nói chuyện này suốt rồi, chứ không phải là mới. Đây tôi chia sẻ với bác không phải là mới nhé. Cái lịch của bác Huệ đi là có lịch từ lâu rồi, chứ phải là mới. Đó. Đấy, tôi chia sẻ với bác như thế. Bác Bảo Nguyễn thì anh có nắm được tình hình của anh Ali không? Thế thì tôi xin thưa bác rằng tôi đã nói chia sẻ các bác phải tự hiểu. Mà tôi chia sẻ việc này không phải là một lần nha bác Bảo Ly, bác Bảo Nguyễn với cả các bác trên kênh. Chắc bác hỏi Alibaba đúng không? 07 đúng không? Thì tôi đã nói luôn rằng là từ rất lâu rồi. Tình hình rất tệ. Nói thẳng thế. Và tôi đã nói thẳng là các bác rằng là 5-7 năm nữa các bác sẽ không nhìn thấy kênh Alibaba nữa. Thì các bác phải hiểu rằng đó là chuyện gì xảy ra. Chứ tôi không tiện để nói thẳng ra cái vấn đề này. Nói thế để các bác, để bác bao nguyện với các bác trên kênh là nhiều bác hỏi nhưng có vẻ các bác không xem kênh. Đó. Mà tôi nói thẳng luôn là khoản 3. Đi hơi lâu ấy. Bác Doãn Hà, em có nghe một YouTuber nói việc tăng giá chung cư là do nhà nước không cấp phép xây dựng chung cư nữa để nguồn lực tập trung cho phía Bắc Sông Hồng. Vâng, bác hay cười. Tôi xin trả lời bác nốt một cái câu chuyện này thế này nhá. Về cái chung cư tôi đang thích, đang thích thú. Thế thì vừa rồi là chung cư cho tôi ấy, là nó tăng giá lên khoảng hơn 40 triệu một mét. Tính ra là khoảng 5 tỷ cho một căn chung cư bình thường. Thì tôi chia sẻ với cả bác con Hà hay là như thế này này. Thực tế giá cả nó sẽ phải tùy thuộc vào thị trường cung cầu. Bây giờ chúng ta tưởng rằng là cái câu của bác ấy, là người ta sẽ giải thích rằng là đấy là do cung cầu, tức là nhà nước không cấp phép nữa, nhà nước không nọ kia nữa, cho nên là cung nó có giới hạn và cầu thì lớn, cho nên giá cả nó tăng cao. Nhưng mà tôi đã phân tích ở trên kênh của mình rất nhiều lần, đó không phải như vậy. Tôi lấy ví dụ một số tòa chung cư mới, ví dụ là một số tòa vừa xây xong ở chỗ tôi, gần chỗ tôi, cũng bán với giá là khoảng tầm 40-45 triệu một mét.
rồi là một số tòa khác nữa, thì thực tế cái số giao dịch nó rất ít. Tức là chúng ta phải hiểu cung cầu, tức là số giao dịch nó rất ít. Giao dịch rất ít thì tại sao chúng ta nói cung nhiều? À, cung thấp. Ông có bây giờ đang có khoảng tầm 10.000 căn để bán. Ông bán được có 300 căn mà ông bảo là cung là cầu nhiều à? Ông phải nói rằng là ông bán được 700-800 căn rồi mà trong khi đó số xếp hàng nó khoảng tầm 10.000 người nữa thì đó mới gọi là cầu nhiều, thì ông mới tăng giá. Nhưng thực tế hiện nay là số giao dịch rất là ít. Mà nếu tôi nhớ không nhầm thì cả nước Việt Nam trong cả cái quý vừa rồi, quý 1, đâu đó nó bán được khoảng tầm chưa được 4.000 căn. Tức là giao dịch nó ít, khớp lệnh nó ít. Mà nếu mà khớp lệnh nó ít thì như vậy thì các bác tưởng tượng rằng là đâu có phải là cái, đâu phải là khớp lệnh nó ít thì đâu phải rằng là do cung nhiều đâu, do cầu nhiều đâu. Cầu nhiều thì khớp lệnh phải nhiều chứ. Ra đây hấp thụ đến đấy, 20 hấp thụ hết, 30 hấp thụ hết, giá 50 triệu cũng hấp thụ hết. Thì đó mới là cầu nhiều chứ. Và số lượng cầu vẫn nhiều, tức là cái số lượng người mua vẫn xếp hàng đứng đấy. Thì lúc này người ta mới tăng lên 70-80 triệu mẹ. Nhưng thế đâu phải đâu. 30 triệu, 20 triệu. Nó chỉ giao dịch lèo tèo vài căn. Tăng giá lên 30 triệu cũng chỉ lao dực lèo tèo vài căn. Đến 40 triệu lèo tèo cũng vài căn. Thì đấy đâu phải rằng là cầu nó có nhiều đâu. Bản chất như tôi chia sẻ với các bác ấy, là họ từ cái việc mà cấu kết với nhau tăng giá, tôi nghi ngờ điều đó, là để hút vốn tạo mặt, một mặt bằng giá mới để mà rút tiền từ ngân hàng. Giống như các bác tưởng tượng là các bác có 10 tỷ thì các bác có thể rút 7 tỷ ra để các bác vay tiền. Khi căn nhà của bác lên 20 tỷ thì các bác sẽ, ngân hàng sẽ hỏi các bác rằng là anh có lấy 7 tỷ nữa không? Tức là 17 tỷ, nghĩa là 7 tỷ nữa. Với dư nợ tài sản nó tăng. Thì như vậy anh có thể là thêm được 7 tỷ nữa, tức là tổng tài sản nó tăng. Cho nên khi báo cáo tài chính các bác thấy rằng tổng tài sản là bao nhiêu tiền và người ta vay nợ bao nhiêu tiền. Đó, là bởi vì như thế. Nếu tổng tài sản của anh giảm xuống, mặt bằng giá mà giảm xuống, bình thường bây giờ giá đang khoảng 45 triệu mà nó giảm xuống còn có 10 triệu. Thì làm sao? Thì tổng tài sản xuống còn giảm có 1/5. Lúc này ngân hàng là tỷ lệ vay nợ là lúc này là thành bao nhiêu? Anh có 1.000 tỷ, bây giờ anh giảm xuống có 100 tỷ. Trước đây 1.000 tỷ để vay nợ anh có 500 tỷ thôi. Thì anh gọi là vay nợ trên là 1/2, 0.5, 50%. Nhưng bây giờ nó xuống còn gọi là có 100 tỷ thôi. Tức là anh vay nợ của anh là 500%. Như vậy thì người ngân hàng là đến người ta siết, người ta kiểm soát. Và thậm chí người ta ngân hàng phải trích lập cái dự phòng ra. Bởi vì tài sản nó giảm. Thì ví dụ như trích nợ trước đây cho vay anh 500 tỷ, bây giờ có 100 tỷ, tức là tôi phải trích ra 400 tỷ đồng nữa. Để mà tôi gọi rằng là, tôi gọi trích lập dự phòng là bởi vì như thế. Cho nên bọn nó bắt buộc phải tăng giá, bởi vì chỉ có tăng giá nó mới lấy được tiền ngân hàng ra. Trong cái bọn tôi làm kinh doanh, thì có hai cái nguồn thu chủ yếu. Nguồn thu hợp lý nhất là cái nguồn thu gọi là từ dòng tiền kinh doanh thuần túy. Tức là cái dòng tiền kinh doanh thuần túy là cái dòng tiền mà từ bán hàng thu tiền. Nó gọi là tiền hàng tiền. Tức là anh bán hàng anh thu tiền, anh được lợi nhuận. Quay vòng càng nhiều thì lợi nhuận càng nhiều. Thì đấy là gọi là tiền hàng tiền. Còn cái lợi nhuận khác thì bắt đầu là cái tiền thu từ chỗ khác ấy. Đó là vay nợ. Rồi kinh doanh tài chính. Đó là những cái thứ không phải kinh doanh. Đó là hoạt động tài chính. Những thứ đấy không phải kinh doanh. Kinh doanh bản chất của anh là phải là tiền hàng tiền. Đó. Cho nên ấy, ở đây ấy, tôi nói thẳng luôn là bây giờ phải thanh tra với công ty đó. Tại sao lại tăng giá? Nhưng bây giờ mấy ông bảo với tôi một câu này, Hoàng John mà chơi kiểu nói sòng phẳng thế thì bọn nó chết. Bởi vì tại sao vậy? Là bởi vì không chỉ là công ty bất động sản chết mà là hệ thống tài chính nó chết. Bây giờ đang cho vay với cả là một cái tài sản 1.000 tỷ, cho nó vay là 700 tỷ.
Thì bây giờ tài sản 1.000 tỷ của nó mà giảm xuống còn đến 700 tỷ là ngân hàng đó gọi là người ta gọi rằng là ói ra máu ấy. Mà tài sản nó còn giảm xuống 500 tỷ nữa. Thì lúc này là ngân hàng phải trích chuẩn trích lập dự phòng là 700 tỷ trừ đi 2 trừ 500 tỷ là còn 200 tỷ. Là phải bỏ một cái khoản đó do ra riêng để mà từ đó trích lập dự phòng. Ngân hàng đi đâu có tiền? Ngân hàng đi đâu có tiền? Đó. Cho nên ấy, cái tệ nhất ở đây là người dân bị thiệt hại. Người dân bị thiệt hại, xin thưa các bác thế. Chứ giá nhà đâu có cao đấy đâu. Tôi nói thật với các bác nhé. Giá nhà cho bọn tôi có cao lên thì bọn tôi đâu có hên xui gì chỗ này. Tôi nói thật với các bác, bạn tôi là bạn thân là giám đốc có chi nhánh nhiều lắm, từ Liên Việt, từ Agribank, từ BIDV nhiều, toàn là hãng Big Four. Tôi nói thẳng bọn nó luôn như thế. Đây là cái mà thứ nó phi lý, không đúng quy luật thị trường. Mà nếu như ở Trung Quốc cái vấn đề này không đúng quy luật thị trường, nó thịt tới bằng chết. Trung Quốc họp thường vụ nó hay có câu rằng là như hoạt động như thế này là không đúng quy luật thị trường. Và các bác nên nhớ một cái câu này nhé, là bác Trọng đã nói một cái câu rằng là hoạt động không đúng quy luật khách quan. Tức là anh can thiệp vào để anh hoạt động không đúng quy luật khách quan. Mà ví dụ khách quan ở đây là gì? Đó là quy luật thị trường. Mà vấn đề bác Trọng nói rồi ấy. Nhưng bác nói muốn phủ rộng hơn, tức là ngoài cái thị trường ra còn có nhiều quy luật khác. Thì hoạt động không đúng quy luật khách quan là phải xử lý. Tức là anh trục lợi. Tức là anh trục lợi còn cái gì nữa? Thị trường là nhắm về cung cầu. Cầu nhiều thì tự nhiên giá tăng, cung nhiều thì giá giảm. Bây giờ cung thì nhiều, tại sao lại giá vẫn tăng? Nó không đúng. Anh bảo cung ít, đúng như bác nói trên bảo là đầu tư là cung ít không cấp phép nữa. Bây giờ mấy cái tòa nhà đã bán được đâu? Các bác xem mấy tòa nhà mới cấp phép đầy đủ đã bán hết đâu? Bán được lèo tèo vài căn. Tôi nói thật các bác thế. Và xem qua số liệu giao dịch, số liệu này hoàn toàn có thể là thống kê được qua các giao dịch liên quan tới hệ thống công chứng và nộp thuế. Đâu đó có mấy nghìn căn, so với cả nước Việt Nam 100 triệu người đó là quá nhỏ. Chứ đâu phải là cung cầu không? Các anh hoạt động không đúng. Và ở đây có bàn tay thao túng. Ai thao túng? Nó mới là vấn đề. Bởi vì nếu không thì bọn nó cũng chết. Mà chết không chỉ là một công ty, mà cả dây chuyền của công ty. Một công ty sản xuất là 10.000 căn hộ, thậm chí 100.000 căn hộ. Thì bây giờ nếu mà nó giảm giá thì bán cho ai? Mà hệ thống tài chính xin thưa bác là ngân hàng bây giờ trích lập dự phòng bây giờ 100.000 tỷ, bây giờ nó xuống còn có nó còn có 10.000 tỷ, thì bây giờ 90.000 tỷ rồi trích lập dự phòng ở đâu, tiền đâu ra mà trích lập? Cho nên nó buồn cười lắm. Nhiều khi mấy anh ngân hàng là không thích cái bóc mẽ đâu, mấy anh làm hệ thống ngân hàng không thích bóc mẽ đâu, nhưng mà tôi nói thật là bóc mẽ thế. Có giỏi phản biện tôi đi. Tôi thật mấy ông bạn tôi nhiều khi có những ông không thích tôi nói kiểu này. Nhưng mà tôi nói mày giỏi mày phản biện tao đi. Cho tao biết rằng là bây giờ mày là giám đốc của cả một cái ngân hàng. Bây giờ mày giỏi phản biện tao đi. Tao nói có đúng không? Cái ông phải nhìn đại cục. Đại cục cái gì? Các ông chỉ báo biện, ngụy biện. Các ông bây giờ sai rồi, các ông phải cố gắng để giảm thiểu thiệt hại. Mà cái giảm thiểu thiệt hại đấy thì người dân chịu, chả ai chịu. Các ông sống như người ta chết. Nói thẳng như thế luôn, các ông sống như người ta chết. Các ông kiếm được 1 đồng, thì mấy thằng chủ ngân hàng nó kiếm được khoảng 10 đồng. Và cả đất nước này nó thiệt hại 1.000 đồng. Các ông ấy cứ ngồi chém gió, giật vai.
cũng đi chơi golf, cũng đi chơi góp cái thứ, suốt ngày rủ tôi và thậm chí bảo tôi là tao tặng mày bộ, tao vừa mua bộ mới, bộ cũ tao mua gần 3.000 đô, tao tặng mày, là đi chơi góp với tao. Và món này tao không quen, tao không chơi. Cái ông ấy suốt ngày kiểu đấy, hoành tráng. Nhưng phải hiểu rằng là cái lễ của người dân nó là cái gì. Nếu đi sai cái bản chất của quy luật thị trường, bản chất của hệ thống tài chính là hệ thống duy trì cái huyết mạch thanh toán và đảm bảo cái sự cân bằng, thì các ông là đứt rồi. Các ông nghiêng một phía là các ông đứt rồi. Nhưng nghiêng về phía bất động sản thì là các ông chịu rồi. Nhưng bây giờ là bút toán tài chính nó như thế các bác ạ. Ví dụ bây giờ một cái, tôi tự ví dụ như một tập đoàn đi, NVL gì đó. Nếu như mà định giá các căn hộ của nó giảm khoảng 30%, thì tức là khoảng 400-500 ngàn tỷ sẽ bay mất khỏi cái tổng tài sản. Tất nhiên con số này nó chỉ trên giấy thôi. Nó chỉ trên giấy thôi. Nhưng mà trên giấy nhưng mà thiệt hại thật. Tức là ngân hàng sẽ phải trích ra một cái khoản đó để mà bù đắp cho cái tập đoàn đó, cho khoản nợ của tập đoàn đó. Và sẽ phải tăng cường cái việc mà thu hồi vốn thông qua cái việc mà kiểm soát việc bán hàng của tập đoàn đó. Thì lúc này cái tập đoàn đó có bán hàng được không? Đâu bán hàng được đâu. Đó. Đúng không? Tôi chia sẻ luôn đấy rồi nha bác Quý Hùng HP nhé, là các bác yên tâm là chục năm nữa sẽ không gặp được bác Ali đâu, cho nên là xác định luôn cho nhanh. Cái này tôi chia sẻ nhiều lần rồi nhưng có vẻ nhiều bác không nghe hoặc là không đọc, không theo kênh thì không biết. Cho nên chúng ta nhìn qua cái chỉ số chúng ta thấy là chúng ta phải thấy sợ. Bây giờ giá bất động sản cao thế chúng ta phải thấy sợ, bình ổn nó đi. Nhưng bây giờ quay sang trả lời tôi một câu vậy giáo hoảnh, thế bình ổn bây giờ phải tao chết, ngân hàng tao chết. Thế ông làm sai từ xưa rồi, bây giờ các ông đi báo biện. Sai chơi phải chấp nhận đi. Bây giờ đi báo biện. Báo cáo bác thế. Tôi nói thật với các bác rằng là tôi không phải chuyên ngành về tài chính, nhưng mà cái chỗ này là tôi có hiểu biết một chút. Và tôi sẵn sàng tôi ngồi nói chuyện với cả các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực tài chính về cái việc này. Không ngại. Và không phải là lần đầu tiên tôi nói cái chuyện đó. Tôi dám tự tin trên kênh tôi nói chuyện này là bởi vì là các bố đấy là các bố là toàn né cái việc này ra hết. Né việc này ra hết, không ai dám nói. Bởi vì sợ rằng hệ thống nó bị sập. Và nó sẽ gây ra khủng hoảng. Chứ các ông ấy đều rõ cái việc đó. Cho nên cái câu chuyện về đúng ngân hàng là chúng ta phải tài chính. Cho nên tôi mới nói câu chuyện rằng là trước đây tôi đã, cách đây khoảng mấy năm tôi đã chia sẻ rằng là tại sao người Do Thái người ta giàu á? Là bởi vì là người ta có hai cái thứ người ta nắm đầu tiên, tích lũy tài sản, sau đó rằng là người ta sẽ nắm được hai lĩnh vực, đó là hệ thống ngân hàng. Các bạn sẽ thấy rằng các định chế ngân hàng ở trên thế giới này á, là đa phần là người Do Thái người ta nắm. Thứ hai là hệ thống truyền thông. Các bạn sẽ thấy các hãng phim rồi các tờ báo chủ yếu là bên phía người Do Thái là người chủ, kể cả tập đoàn hàng đầu tại Mỹ hay châu Âu thì chủ yếu người Do Thái là người làm chủ. Tức là người ta nắm được hai cái thứ này, người ta đã có điều kiện cần rồi. Còn muốn kiếm tiền á, là họ sẽ lấy ra một cái ngành để làm phương tiện. Dễ nhất thì là bất động sản, nhì thì có thể là công nghệ, rồi ba là các thị trường đó, để mà họ từ đó là họ kiếm tiền được từ đó. Cái đó lợi nhuận cao. Nhưng mà họ nắm được hệ thống ngân hàng mặc dù lợi nhuận thấp, họ truyền thông lợi nhuận thấp, thậm chí còn lỗ. Nhưng cơ bản họ nắm được cái đó là nắm được cái tâm lý người dùng. Nghĩa là tức là tôi gọi là thao túng được tâm lý.
còn nắm được chế tài tính tức là nắm được chính sách. Thì chỉ có hai cái thao túng tâm lý và chính sách, thì lúc này họ muốn đẩy cái mặt hàng nào đó lên là đều được. Dễ thì đẩy bất động sản, nhẹ thì đẩy lĩnh vực khác lên. Thế là từ đó, đúng không? Xin thưa các bác như vậy. Đấy là cái mà chúng ta thấy. Dạo này có mấy ông cứ hay vào đây comment cái kiểu như là chụp mũ, nó buồn cười lắm. Tôi nói thật với ông thế, chả hiểu ông gì cứ su thì mà ông này là kiểu gì cũng bị bế, mặc áo Juventus nọ kia. Các bác vừa thấy tôi vừa ẩn một ông là tên là gì đấy nhỉ, là Cường ấy đó, là Cường Mai Viết ấy, Mai Viết Cường. Rồi trước đó tôi ẩn khoảng một tầm 4-5 ông rồi, toàn đi chụp mũ, có hiểu gì đâu. Không biết thế nào là bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước. Không biết thế nào là ấy, chỉ toàn chuyên đi chụp mũ, toàn đi chửi bới. Mà thật sự mình rất thương hại con người như này. Họ không hề có cái lý tưởng hay là không có một cái gì đâu cả. Không hiểu biết luôn. Rất cảm ơn các bác nhé. Chắc bây giờ chúng ta dừng thôi. Có 600 bác vào mà chỉ có 180 like kìa. Các bác rời kênh, các bác chỉ ấn like giúp tôi nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Nhấn like nha. Vâng, cảm ơn các bác.